nay xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tôi giáo hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng à, nội dung rất là quen thuộc của team chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 phần chính uh, view lại toàn bộ kịch bản phân tích uh, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua sau đó uh, thì sẽ đi view uh, các cái mã cổ phiếu cơ bản và các cái nhóm ngành và các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục có những cái khuyến nghị phân tích đầu tư uh, trong cái thời gian vừa qua và cuối cùng thì sẽ có một vài ý uh, để nhận định về xu hướng thị trường trong tuần giao dịch mới. Uh, thế thì trước khi mà chúng ta đi vào uh, phân tích uh, bản tin tuần này thì cũng có một câu chuyện chia sẻ với uh, anh chị em chúng ta mất khoảng tầm độ 10 phút uh, về cái quan điểm là uh, cổ phiếu đẹp, cổ phiếu xấu và Uh, mọi người hay hay có một cái quan niệm là cổ phiếu như thế nào thì sẽ gọi là cổ phiếu đẹp và cổ phiếu như thế nào thì sẽ gọi là cổ phiếu xấu thì uh, mỗi một cá nhân mỗi một con người và mỗi một anh chị em nhà đầu tư thì sẽ có những cái góc nhìn khác nhau và ngày hôm nay thì cũng sẽ đưa ra một cái bài toán để cho các anh chị em của chúng ta uh, có thể uh, có một cái góc nhìn nó tương quan hơn nó tổng quan hơn uh, về các cái mã cổ phiếu thế thì chúng ta trong trong cái giai đoạn vừa qua thì Hùng Lê có phân tích và có hướng đến anh anh chị em cộng đồng nhà đầu tư và chúng ta có phân tích một số các cái mã cổ phiếu Penny các cái mã cổ phiếu dưới mệnh 10 thì nhân gian lưu truyền thì mọi anh em giờ trong giới đầu tư thì hay gọi thứ nhất đó là cổ phiếu pen thứ hai đấy là cổ phiếu trà đá và một số anh chị em thì còn dùng một số các cái ngôn ngữ nó hay hơn nó gọi là cổ phiếu móc cống À, thì nghe đến cái câu chuyện cổ phiếu móc cống thì chắc là anh chị em cũng mường tượng ra được là à cái cổ phiếu nó nằm dưới cống đó, thì thường thường nó sẽ hôi thối đúng không ạ tức là móc từ cống lên thì móc từ dưới bùn lên thì nó sẽ hôi thối vậy thì ở hôm nay em sẽ có một cái góc nhìn như thế này để à, chúng ta có một cái góc nhìn tốt hơn thì đầu tiên cũng sẽ lấy ra một cái mã cổ phiếu một cái đại diện của chúng ta ở à, Vinamilk thì anh chị em có thể thấy rằng Vinamilk của chúng ta có tốt không ạ về cơ bản Vinamilk là một doanh nghiệp cực kỳ tốt ok ok đúng không? một doanh nghiệp cực kỳ tốt và uh, nó là một cái doanh nghiệp hàng đầu về sữa của Việt Nam đương nhiên nó tốt và nhìn cái báo cáo tài chính của Vinamilk thì rất là ok Tuy nhiên nếu như chúng ta có thể thấy rằng là ở uh, sẽ view uh, trọn vẹn cái biểu đồ nếu như từ đầu năm 2021 ở đây đó chúng ta sẽ lấy bắt đầu từ đầu năm 2021 ở đây nếu chúng ta cầm nắm mã cổ phiếu Vinamilk thì không cẩn thận mà những anh chị em mà đua theo nhịp thứ nhất ở đây là đã bị một cú sốc ở đây và về đến đây là cắt lỗ điểm thứ nhất. Tiếp tục lên đến điểm thứ hai thì Vinamilk chìm vào một cái giai đoạn chỉnh tiếp theo và chỉnh về cái vùng hỗ trợ ở đây mà cũng có phân tích ở trên bản tin tuần, đó là vùng 95 đến vùng 96.5. Như vậy nếu chúng ta xét một tổng quan à, nếu chúng ta xác định cầm Vinamilk từ đầu tháng 1 của năm 2021 đến tại thời điểm này thì nó đang bị lỗ. ngắn hạn nó đang bị lỗ và liên tục trong uh, cái thời gian vừa qua thì Vinamilk gần như không có thể tăng được, không có thể tăng được. Và cứ chạm đấy, chạm những cái vùng kháng cự ngắn ở đây là bị đổ ngay. Và kể cả ngay trong cái cái cái, cái tuần vừa vừa trước đó, tuần vừa trước đó thì tại cái thời điểm mình nhìn thấy ở đây có một cái lực đánh của dòng tiền nó vượt thoát vùng 99 đến vùng 100. Tức là tại thời điểm đó thì cũng có khuyến nghị anh em là bắt ở cái kia này. Chính xác là như vậy. Và đây là viên T0 đúng không ạ? Đây là phiên T1 và đến phiên T2 thì Lam đùng cái chết. Đó, và phiên T3 thì nếu như chúng ta bắt khéo. Đó, nếu như chúng ta bắt khéo thì phiên T3 là hàng về là lỗ nhẹ. Lỗ nhẹ. À chưa lỗ, chưa lỗ. Nếu mà chúng ta bắt khéo thì là lãi một tí tẹo. Còn với những anh chị em mà đua theo cái phiên này thì T0, T1, T2 và T3 và đến tại thời điểm này là Vinamilk lại đi về à về lại cái cái vùng hỗ trợ ở đây. Thế thì quan điểm là gì? Tốt trên góc độ của Hùng Lê đó là đầu tư phải có lãi đó mục tiêu của anh chị em của chúng ta lên thị trường chứng khoán không phải là chọn cổ phiếu tốt hay là chọn cổ phiếu xấu mà mục tiêu là chúng ta chọn các cái mã cổ phiếu để đánh có lãi tức là điểm mua xong cổ phiếu về đến tài khoản cổ phiếu đấy phải có lãi thì gọi là tốt đó quan điểm hùng nó như vậy còn nếu chúng ta mua xong mà chúng ta bị cắt lỗ đó thì như vậy là chúng ta không tốt đó chúng ta quan điểm tư duy của chúng ta bị sai đó thì ví dụ như vinamilk chúng ta mua ở điểm này là bị sai đó thì tại thời điểm này là không tốt nhưng anh chị em bắt đáy được ở vùng 95 đến vùng 96 thì ok T3 hàng về có lãi thì lại lại nhìn một cái góc nhìn khác. Đó, tức là cũng cùng cổ phiếu Vinamilk cả nhưng chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Đó là những ai mua được vùng hỗ trợ tốt. Đó về cổ phiếu có lãi thì như vậy chúng ta đánh giá à cái cổ phiếu để tốt thế đó chúng tôi mua xong tôi mua xong tôi về tài khoản t 3 tôi có lãi tôi chốt đó vậy thì ở trên một cái góc nhìn chúng ta nhìn như vậy từ đầu năm 2021 đúng không ạ? Báo cáo tài chính ngon nhưng cầm Vinamilk chúng ta có lãi được không ạ? Không lãi được bao nhiêu, thậm chí là các cái điểm mua mà chúng ta mua sai thì chúng ta còn bị lỗ. Đó, về Vinamilk góc nhìn như vậy đúng không ạ? Tốt nhưng không có lãi. Ok. Xong, Hùng sẽ cho các anh chị một góc nhìn về một cái mã cổ phiếu hút. Đó, mã cổ phiếu hút đây. Thì đến thời điểm hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì hút vẫn là một cái mã cổ phiếu dưới góc nhìn của Hùng Lê là tốt nhưng trên cái quan điểm về báo cáo tài chính của hút thì nó cực kỳ tồi tệ nó cực kỳ tồi tệ đây cũng sẽ cho các anh chị xem à đây công ty anh chị chúng ta có thể vào cái trang cà phê ép thì chúng ta sẽ xem được hết tất cả các cái thông tin về doanh nghiệp các anh chị nhá đó thì hôm nay cũng sẽ nói thêm đó những cái nhà đầu tư mới đầu tư thì chúng ta sẽ đánh vào đây chúng ta gõ mã cổ phiếu ra đây thì nó sẽ ra tên của công ty này chỗ này là đồ thị các anh chị này đồ thị thì chúng ta có thể xem một năm đó, một ngày một tuần và tất cả này. Ở cái khung hình này thì nó sẽ hiển thị cho các anh chị là khối lượng khớp ở trong ngày này. Đó, bao nhiêu triệu cổ phiếu tương đương với giá trị giao dịch của hút chuyển nhượng trong một phiên trong một ngày, đúng không ạ? Rồi, uh, nó sẽ cho kết quả doanh thu lợi nhuận này. Ở dưới này thì chúng ta có thể xem uh, các cái báo cáo tài chính của các quý này, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Quý 1 của 2021 thì chưa thấy cập nhật. À, chúng ta có thể xem các cái thông tin cơ bản Đó, ví dụ như thông tin về doanh nghiệp này, lịch sử này à, Chúng ta có thể xem ban lãnh đạo và sở hữu Thì ở đây chúng ta có thể xem cái phần cổ đông lớn Thì cái phần cổ đông lớn này nó thể hiện một cái sự quan tâm của nhà đầu tư uh, Trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài Ví dụ những cái mã cổ phiếu mà có những cái cổ đông lớn của nước ngoài người ta nắm giữ Thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố đáng để đầu tư Và ở đây là các cái tỷ lệ người ta nắm giữ ở đây Đó ở trên cái trang này thì nó cũng có rất nhiều những cái chi tiết và ông sẽ quay lại cho các anh chị đây. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng nói về báo cáo tài chính và nói về cái mức độ cơ bản của hút thì có gì không anh chị? Lỗ 12 tỷ, lợi nhuận sau thế. Quý 3 của năm 2020 tiếp tục lỗ 78 tỷ và đỉnh điểm của quý 4 năm 2020 lỗ 151 tỷ. Ok, không tốt đúng không ạ? Báo cáo không tốt nhưng điều gì đã làm cho hút? Có thể tăng từ vùng giá 2 và đến ngày hôm nay về đến vùng giá 7. Thì uh, lộn lại cái câu chuyện đó. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Ngày 19 tháng 11 là ông có phân tích cổ phiếu hút. Đưa cổ phiếu này vào tầm ngắm trung hạn. Từ vùng giá 2.4. Và từ cái vùng giá 2.4 này thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chiến đấu. Đó. Và ngày 9 tháng 11 thì đây. đây chính là ngày 19... 19 tháng 1 tại cái thời điểm đó thì Hùng đang quan sát cái sự vận động hút ở vùng giá 2.4 2.4 ở đây và đến và đến phiên và đến phiên ngày bao nhiêu thì Hùng đánh giá rằng là hút đã break vùng 3 đang lỗ này đó đây tại thời điểm này mùng 9 tháng 12 tiếp tục đánh giá này mẫu hình cổ phiếu trung hạn đang lỗ trồng chơ và cổ phiếu này thì dành cho những tay đua F1 nói vui ở trên room nhưng mà dành cho những nhà đầu cơ mà chứ không phải đầu tư và đến ngày 9 tháng 12 thì cũng có đánh giá rằng là thoát nền 3 thì coi như nhân tài khoản và chỉ dành cho những anh chị em nhà đầu cơ và không dành cho nhà đầu tư. Thì tại thời điểm đó là có phân tích đầu tư cổ phiếu hút ở trên room và khi cổ phiếu đây chính thức thoát cái nền 3 ở đây thì chính thức nhân tài khoản và đến thời điểm hiện tại từ vùng giá 3 và đã đi về đến vùng giá 7. Và nó cũng cổ phiếu này thì nó cũng xuất phát điểm từ đâu đó khoảng cuối tháng 12 của năm 2021 À 2020 Thì ông vừa mới cho các anh chị xem cái mã cổ phiếu Vinamilk cũng cái tầm thời điểm đó Mà chúng ta nắm giữ đến bây giờ thì chúng ta có lãi không ạ? Thậm chí là còn lỗ ngược Nhưng đối với mã cổ phiếu hút Nếu chúng ta nắm giữ ở theo một cái góc nhìn trung hạn như vậy Từ vùng giá 2.4 và cho là từ vùng giá 3 và đến nay là 7 Thì 3 x 2 là 6 Khuyến mại thêm một điểm nữa bằng 7 đó, tức là chúng ta đã nhân được 100% tài khoản cộng thêm một điểm. Và đến thời điểm hiện tại thì ông vẫn tiếp tục phân tích hút ở trên những góc độ trung hạn và dự kiến thì hút sẽ đánh về vùng giá 8. Ở sau khi về vùng giá 8 thì ông tiếp tục cũng sẽ quan sát những cái tín hiệu cầu kỹ thuật ở đây. Và ở hút nó chảy theo một cái mạch thời gian đó ví dụ như là sau khi mà cổ phiếu này nó đánh chạm lên ở đến vùng kháng cự trên này thì ông đã tìm ra được một cái vùng 5.8 để từ vùng 5.8 này khuyến nghị nhà đầu tư anh em chốt lên uh, target 7 ví dụ như vậy và từ cái vùng giá 6.4 thì có thể đánh lên vùng giá 7 thì uh, tất cả những uh, cái phân tích đó nếu như chúng ta gõ một cái từ khóa ở đây thì gần như nó sẽ à uh, nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái mạch thời gian mà chúng ta có nói đến một cái mã cổ phiếu về hút chẳng hạn như vậy. Đó, vậy thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy được rằng là thế nào được định nghĩa là cổ phiếu tốt, thế nào được định nghĩa là cổ phiếu xấu thì dưới góc nhìn của Hùng Lê đó ngoài cái câu chuyện chúng ta lựa chọn đó chúng ta có thể nhìn ở đây hút đã trong gọi là từ năm 2021 đi đúng không ạ tháng 11 19 tháng 11 thì coi những gần hết cho đến thời điểm hiện tại chúng ta nắm giữ đến thời điểm hiện tại là hút đã tăng gấp đôi ở trong khi Vinamilk Ok đúng không ạ chúng ta sẽ nhìn lại Vinamilk tại cái thời điểm nào chúng ta xem xem nào đó tại cái thời điểm mà đây, để thời điểm năm 2021 đây gần như nó đây 19 đâu đậu nôm na 10, 10 đấy, 12, 13, 19 đây này, mở 19 tháng 12, đó 19 tháng 1 đây thì gần như là chúng ta không có được một cái lực tăng tốt. vậy thì dưới góc nhìn và dưới dưới cái quan điểm chia sẻ là chúng ta đánh cổ phiếu theo xu hướng dòng tiền thì chúng ta sẽ lựa chọn ra ở thời điểm nào thì chúng ta sẽ dành tiền để chúng ta đánh banh, ok, thời điểm nào chúng ta sẽ dành tiền để chúng ta đánh chứng khoán rồi, thời điểm nào chúng ta sẽ đánh nhóm thép? Đó, thời điểm, có những cái thời điểm mình phân tích à, nhóm ngành xây lắp. Các anh chị có thể xem lại đất xanh, xem lại HBC, đó, rồi xem lại HBC, rồi xem lại những cái mã cổ phiếu như là mã cổ phiếu CRE, đó, à, nha. Rồi, HDG, HDC, những cái mã cổ phiếu tại những cái thời điểm đó là dồn lực để đánh nhóm xây lắp. Rồi, có những cái thời điểm chúng ta sẽ dồn tiền để chúng ta đánh à, nhóm ngành chứng khoán, rồi nhóm ngành P, rồi nhóm ngành thép và trong cái giai đoạn vừa qua thì ví dụ xi măng chẳng hạn đúng không ạ rất hay tí nữa chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã ngành xi măng rất nhỏ nhẹ như hôm chẳng hạn đó, home chẳng hạn nó đã phân tích rồi à, hoặc là những nhóm những nhóm ngành sông đà đúng không ạ sông đà cũng đã phân tích cho các anh chị cách đây khoảng 3 tuần 3 tuần về trước ít nhất là 3 đến 4 tuần và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể nhìn thấy là à cái nhóm pen như vậy nhưng mà chúng ta với những cái tài khoản mà đâu đó khoảng tầm độ hai ba triệu rồi 500 triệu một tỷ đánh những cái mã cổ phiếu trong đà rất ok đó rồi mã cổ phiếu có những mã như là vhg vân 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 đó thì cái góc nhìn cùng như vậy để mình chia sẻ với các anh chị là uh, chúng ta có một cái góc nhìn nó 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 uh, nó tổng quan hơn nó nó tổng quan hơn về cái câu chuyện là cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu ok các anh chị nhá và pen nó không có xấu cổ phiếu móc cống nó không có xấu rồi uh, cổ phiếu blue nó cũng không có xấu micap nó không có xấu xấu hay không là chúng ta đầu tư có lãi đó, nếu như chúng ta đầu tư có lãi thì đấy là cổ phiếu tốt. Còn nếu như chúng ta đầu tư không có lãi thì đấy là cổ phiếu thất bại. Đấy là cái sai của chúng ta. Đó, cơ bản như vậy. Thì cái góc nhìn đầu tiên về um, cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu thì dành 10 phút, 12 phút để chia sẻ như vậy. À, còn đối với thị trường chung, ở trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng không có nhiều các yếu tố đột biến về cơ bản. Các anh chị có thể nhìn thấy đây. À, đỉnh điểm, đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin video số 149 thì đỉnh điểm của thị trường sàn hốt liên tục bị lỗi liên tục bị lỗi và lỗi một cách rất đều đặn. Các anh chị có thể nhìn thấy đây này. Có khối lượng giao dịch và sau đó thì tịt này, rồi có khối lượng giao dịch rồi tịt này. Đó và nó cứ đều như vậy, nó cứ đều đặn như vậy, nó cứ đều đặn như vậy thì dẫn đến cái câu chuyện là các anh chị cũng có thể quan sát ở đây VN30 thì không có nhiều các cái yếu tố đột biến, nó vẫn ở nằm ở cái vùng kháng cự 1260. Và cái vùng hỗ trợ mà mình có phân tích ở trên bản tin tuần trong các cái bản tin Zalo đó là vùng 1245 của VN30 và cái mức hỗ trợ sâu hơn ở vùng 1235 và cái chỉ số vn30 và chỉ số vn 30 f 1 m thì trong tuần vừa rồi thì gần như nó cũng có một cái sự đồng pha về các cái điểm kháng cự trên và các cái điểm hỗ trợ giới ở đây điểm hỗ trợ một điểm hỗ trợ 2 Hình như phiên ngày hôm nay là có dọc thủng hỗ trợ và sau đó thì lại kéo lên Tuy nhiên là đến cái đoạn mà chiều thì nó hỏng mất rồi đó và chỉ số VN Index của chúng ta cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì gần như cũng không có nhiều các yếu tố đột biến với câu chuyện hốt lỗi đó. hốt uh, lỗi đây, không có khối lượng giao dịch và uh, em này thì em cũng đi ở trong cái biên kháng cự đó là 1245 điểm ở đây. Và biên hỗ trợ 1 của VN Index đó là vùng 1230 và biên hỗ trợ 2 của VN Index đó là vùng 12... 1220. Đó, thì thị trường chung trong tuần vừa qua thì không có nhiều các cái yếu tố đột biến do sàn hốt tiếp tục lỗi và uh, cái trạng thái dòng tiền nó tiếp tục ở cái mức độ lình xình uh, Một số các cái mã cổ phiếu trụ, nhóm banh, blue chip thì sau một cái uh, tuần đánh lên thì đã đi vào những cái vùng kháng cự rất là mạnh Và từ cái vùng kháng cự này thì uh, các cái nhóm này này bắt đầu có dấu hiệu bị rơi và chỉnh lại thì tí nữa chúng ta sẽ đi view uh, chi tiết Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi view qua các anh chị nhé các cái mã cổ phiếu của chúng ta. À, VIX là một trong những cái mã cổ phiếu trụ có thể nói là giao dịch khá là tốt ở trong tuần vừa qua cũng như trong cái tuần trước đó tức là cái tuần mà điểm số của VN Index vượt vùng 1.200 điểm là nhờ công rất lớn vào họ của anh VIX, anh Vượng thì uh, sau một cái tuần bứt phá lên đây thì chúng ta thấy rằng là cả một tuần này thì vix đang có những nhịp test uh, cung gọi là những nhịp test lại hỗ trợ quanh vùng 124 uh, trên góc độ kỹ thuật thì uh, các anh chị mà bắt được vix ở những cái vùng giá thấp này thì chúng ta quan sát cái hỗ trợ 124 này nếu như bị phá vùng 124 thì các anh chị cũng nên chốt bởi vì là vix cũng đẩy một cái nhịp như vậy như vậy thì uh, uh, cái lượng đây đang thể hiện một cái sức khỏe của vix đang đang bị suy yếu tức là cái lượng hàng bị chốt ra, các anh chị đó, tức là nó thể hiện cái động lực đi của vix là hiện tại đang, đang bị dừng lại, đó và quay về một cái trạng thái tích nền tích lũy và kiểm tra lại cung cầu. Uh, Vinhome sau khi chạm vùng kháng cự đấy, các anh chị nhìn thấy chưa, cái vùng kháng cự rất là quan trọng. Nếu như chúng ta uh, trong cái phân tích kỹ thuật, uh, chúng ta phải nắm được những cái vùng kháng cự bởi vì từ những cái vùng đó thì chúng ta sẽ không mua cổ phiếu chắc chắn là như vậy thì chạm vùng kháng cự 105 thì Vinhome lại đang chỉnh lại và những cái nhịp chỉnh này thì sẽ đưa Vinhome về lại vùng 98.5 là vùng hỗ trợ 1. vùng hỗ trợ này thì sang thứ hai tuần tới thì nó sẽ phát đi cái tín hiệu nếu như bị gãy vùng hỗ trợ này thì nó sẽ có xu hướng đạp về cái vùng sâu hơn đó là vùng 95. Ở VRE cũng như vậy, VRE thì giai đoạn vừa qua thì đánh khá là rời rạc và cái vùng kháng cự mạnh của VRE ở vùng 36 thì vẫn chưa có thể uh, vượt thoát qua. Uh, ngắn hạn thì nó có cái hỗ trợ sâu của nó ở đây, vùng 31 đến 31.5 và về xu hướng thì cơ bản là VRE cũng đang đánh theo một cái hình chin vào trong một cái biên, uh, biên như này, từ biên 31.5 đến khoảng biên 36. Sapico Uh, cổ phiếu này thì nó cũng mang tính chất giữ nhịp cho thị trường thôi Cái vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 185 Đây chính là vùng kháng cự khá là dày uh, Trong tuần có một phiên chắc cái nến này là cây nến đều thôi Và xu hướng hiện tại của Sapico thì lại quay về lại vùng nền Vùng nền hỗ trợ quanh 170 Phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm Vinamilk Đó Vinamilk thì nói rồi Ờ uh, uh, trong cái tuần trước có một cái điểm bắt ở đây nhưng điểm bắt này đến thời điểm hiện tại thì uh, nôm na nó là cũng gọi là thất bại. Uh, vì vì sao? Bởi vì uh, khi cổ phiếu về đến nơi thì lãi nhẹ hoặc là uh, bây giờ nếu mà cầm lại thì nếu mà mua ở trên shop này thì đang bị lỗ còn mua thấp thấp ở dưới này thì đang gọi là bằng mặt, lỗ một tí. Uh, xu hướng của Vinamilk thì đang ở lại ở vùng 99 đến vùng 100 chưa có động lực để có thể bật lại chúng ta phải xem thêm các tín hiệu tiếp theo à, GTN hiện tại là đi ngang và cái vùng tích lũy của nó ở vùng 21.5 đến vùng 22 GTN thì hiện tại đang bị mất cầu à, nên là cái cái xu hướng mà để cổ phiếu bật tăng mạnh trở lại là chưa có à, VLC góc nhìn nó dài hơi hơn một tí hiện tại thì đang đi sát ở biên 36 vùng hỗ trợ 35 ở cái vùng 35 này chúng ta sẽ gom tiếp một điểm tiếp theo ở vùng 32 một điểm nữa và thậm chí là có thể rơi vào dưới này ta gom một điểm nữa đó cổ phiếu đánh trung hạn thì chúng ta không sợ VDC chạm lại vùng kháng cự ở đây là vùng 135 à vùng 135 Ok hai lần chạm đây không được và phiên cuối tuần thì đang có xu hướng suy yếu dòng tiền bắt đầu cắm đầu đi xuống À, với tín hiệu này thì VTC khả năng sẽ có xu hướng quay về lại cái vùng ở đây test lại vùng 130 sâu hơn thì có thể vùng 127 đến vùng 128.5 hvn đến thời điểm hiện tại ông cũng có đánh giá cho các anh chị ở một cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 34.5 đến vùng 35 à, xu hướng chạm kháng cự thì nó sẽ quay lại test nền và nó sẽ quay lại test nền 32.5 ACV uh, gặp Uh, hồi lên và gặp lại cái vùng ở đây là cái vùng 75 nên là cổ phiếu này đang bị uh, bật lại và với những cái xu hướng như này thì chúng ta cũng có thể hiểu nếu như học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được đây là những cái tín hiệu suy yếu của cổ phiếu uh, xu hướng thì lại quay về lại nền 72 hiện tại là chưa có động lực những cái mã cổ phiếu nào mà có thể mua được thì Hùng sẽ báo với các anh chị là mua còn các cái mã cổ phiếu nào mà không có điểm mua thì chúng ta chỉ view về mặt À, vị thế thôi, gọi là xem là cổ phiếu nó đi như thế nào thôi. À, thì về AST trong một cái mục tiêu uh, hỗ trợ đây nó đã bật lại về lại cái vùng kháng cự dày của nó đây các anh chị này. Đây chính là vùng kháng cự dày của nó này. Đó, kháng cự dày trước mắt ở vùng 62 và khi gặp những vùng kháng cự dày này thì cổ phiếu nhấp nhô và với góc độ kỹ thuật thì uh, nó sẽ nhấp nhô ở quanh khoảng vùng 60 đến khoảng vùng 61, tức là nó sẽ đi ở trong cái biên này. Đó, cầu không có như thế này thì nó sẽ đi trong biên này trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. À, BVH ở trong thời điểm hiện tại thì cũng có nói với các anh chị rồi, chúng ta nhìn rộng ra. Đó, chúng ta sẽ nhìn rộng ra, nhìn rộng ra ở một cái góc độ đó là BVH đang đi ở một cái biên ở vùng 57.5 đến khoảng biên ở đây là biên 63 thì cái biên này chính là một cái biên mà dự báo sẽ là một cái biên tích lũy có thể nói gọi là biên tích lũy trung hạn, trung hạn cho một cái nhịp bật của BBH ở bên này ờ, yên tâm những cái góc nhìn mà khi mà hùng đã nhìn cổ phiếu trung hạn đó thì kiểu gì thì kiểu thì nó cũng sẽ sẽ đi thôi đó vậy thì cái góc nhìn trung hạn rồi thì chúng ta làm gì chúng ta canh những cái nhịp mà thị trường đạp đó những cái nhịp thị trường đạp thì chúng ta sẽ gom dần cổ phiếu đó và cái hỗ trợ dài ông có nói đây khoảng vùng 57.5 và kỳ vọng sau một cái nhịp đánh ngang tức là sau một cái biên này thì nó sẽ ở cuối cái con đường này nó sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật để nó phá cái nền 65 ở đây đó 62 63 65 ở đây để chúng ta có thể nhận diện là à sau những cái điểm gom xu thế ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đánh tiếp vào BVH thì uh, đưa vào những cái tầm ngắm khá là ok đối với Man San, đối với Man San ở đây vùng kháng cự vùng 97, vùng 95 đến vùng 97 và cổ phiếu đập về kháng cự. Thì trong tuần vừa qua sau một cái điểm mà đánh vừa thoát lên thì nó đã đập về cái vùng hỗ trợ à, vùng kháng cự ở đây nên cổ phiếu đang có những cái xu hướng lình xình và những cái xu hướng lình trình này thì nó sẽ chỉnh test lại quanh vùng 90. Quanh vùng 90 không gãy thì cái cơ hội để bật lại là còn nhưng mà gãy vùng 90 thì coi như là hết Tức là nó lại quay lại về nền ở à, MML Hiện tại thì chúng ta nói rằng à, Cái vùng kháng cự của nó ở đây Đó là khoảng quanh vùng 57.5 Đến khoảng vùng 59 à, 59 ở đây 59 ở à, cái đặc điểm của cổ phiếu này á, thì nó đi nó hơi dích rác nhưng mà chúng ta có những cái vùng hỗ trợ chúng ta mua và vùng kháng cự chúng ta bán ở trên góc độ về trung hạn thì đang kỳ vọng đang có một cái kỳ vọng như thế này nhưng mà cái kỳ vọng này nó có xảy ra hay không thì chúng ta cần phải quan sát thêm các cái yếu tố kỹ thuật uh, của nó, đó là sau một cái điểm đánh thì nó sẽ sẽ hình thành một cái điểm đánh break dài ở đây. Thì cái vùng hỗ trợ sâu của nó là vùng 55 sẽ là cái điểm tỷ bật, tức là ở đây sẽ là cái điểm tỷ bật cho một cái dự kiến về kênh xu thế trung hạn của nó là nó bật hẳn lên từ đây. Đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp msr à, mã cổ phiếu này thì không có gì là khó khăn cả vùng hỗ trợ của nó ở đây thì à, vùng 20 anh chị em chúng ta canh chúng ta cân vào vùng 23 23.5 à, chúng ta canh chúng ta chốt và lướt lát ở trong một cái biên à, nho nhỏ như vậy mvg và PJmvg thời điểm hiện tại không đẹp Uh, vùng kháng cự dài của nó 140 thì nó đang hiện hữu ở đây rồi và uh, cái vùng tích lũy đi biên đi ngang của nó ở đây nó là vùng biên 133 đến biên 135 tức là chạm 135 thì cũng là vùng kháng cự dòng tiền thì đang có xu hướng quay đầu trở lại các tài khoản đang cầm thì chú ý vùng 133 giúp vùng lên gãy 133 thì chúng ta cũng có thể bán ra uh, PNG thì chúng ta nói dài hơn sâu hơn một tí thì uh, PNG trong một cái góc độ mà chúng ta đánh một cái sóng lên ở đây thì cũng sẽ view lại ở đây À, tại những cái thời điểm ở đây là khoảng tháng mấy đấy nhỉ Tiếng Anh hơi rốt nhưng mà trừ lại đi khoảng tầm 1, hai 3, 4, 4 tháng à, Là đây khoảng tầm à, tháng 8 các anh chị nhỉ Đây tháng 12 mà Đó thì tầm tháng 8 Tháng 8 của năm 2020 Thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên của png Và sóng lên của png thì đạt cái target thiết kế ở vùng 83 đến vùng 85 Và sau khi đạt cái target thiết kế này Thì à, nó có một cái nền tảng tích lũy và trong cái thời gian gần đây hai bản tin tuần quay trở lại đây thì mình có nói đến cái kịch bản đánh lên của png à, vì sao mình có thể nhìn được một cái cái xu hướng như vậy thì à, nếu như chúng ta giao dịch nhiều thì chúng ta sẽ nhận diện được những cái kiểu đây những cái kiểu đánh này đó là những cái kiểu này là kiểu rung rũ hàng và trước khi những cái nhịp rung rũ hàng như thế này thì tạo lập sẽ đánh và đúng như vậy thì à, cái kịch bản mà đánh lên của png từ cái vùng à 83 đến vùng 85 thì đến nay là cơ bản là đã thành hiện thực rồi. Còn đánh lên được đến đâu và đi dài ra được đến đâu thì chúng ta lại cần thêm những cái nhịp phân tích tiếp theo. Thì sau khi uh, trong cái bản tin tuần uh, 149 thì mình có đưa cho các anh chị một cái vùng 87.5. Đó là cái vùng dự kiến mà PNG có thể test chỉnh lại uh, cung cầu trước khi mà nó đánh break thì đây nó mất khoảng uh, 4 phiên. Đó, đi ở trên cái biên này và sau đó thì phiên kết tuần ngày hôm nay tương đối đẹp và ổn định. Lực cầu ngày hôm nay tiếp tục duy trì ở mức khá thì uh, cổ phiếu này cần thêm cái lực cầu tốt hơn ở duy trì ở khoảng tầm 800 đến 1 triệu cổ phiếu. Và với động thái hiện tại thì chúng ta sẽ kỳ vọng PNG sẽ đánh về vùng 95. Ờ uh, cái target hội tụ ở vùng 95 đã còn vùng 100 thì chúng ta tính sau đúng không ạ? Cứ bình tĩnh từ từ. Phân tích một số các cái mã ngành nhựa Bình Minh Uh, thì bMP bMP là trong sau trong một cái nhịp trước này thì rất nhiều những anh chị em tài khoản bị kẹp lại nhưng mà chúng ta cũng đã có một cái điểm chém cá đầu th đầu đầu tiên của Bình Minh đây ví dụ như thế này thì cái điểm chém cá ở trên thớt nó là như thế nào thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang có một cái mã cổ phiếu uh, nhặt thêm nhóm nhựa nay ngặt đang đánh này xu hướng đang, đang cổ phiếu Bagona. Mùng mấy nhỉ? Đây. Mùng 2 tháng 4 các cái tài khoản mà đang kẹp hàng thì khi đó thì Bình Minh nó có một cái tín hiệu đánh vượt thoát ao khỏi cái vùng 58 vùng 59 ở đây. Đó, đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ bắt, đây chính là cái cây đến ngày hôm nay thì chúng ta bắt uh, bắt thêm cái tỷ trọng để chúng ta có thể đảo được một nhát thì nhát này là đảo lên được đến tận vùng 62. Tức là chạm với vùng kháng cự này thì chúng ta lại mang hàng ra chúng ta bán. Đó, ví dụ như chúng ta có 1.000 cổ phiếu, chúng ta mua thêm 500 cổ phiếu ở cái vùng, ở cái cây nến này. Thì về đến đây là chúng ta bán đi 500 cổ phiếu. Thì vô hình dung là chúng ta vẫn nắm giữ 1.000 cổ phiếu. Nhưng giá vốn của chúng ta uh, trước đây có thể là vùng uh, 65 chẳng hạn. Nhưng mà sau cái cú đảo đó thì giá vốn của chúng ta kéo về vùng 62. Và cổ phiếu nó lại giảm tiếp về đây một nhát nữa. Và chúng ta sẽ quan sát cái vị thế ở đây. Ví dụ như vậy thì chúng ta lại làm 500 cổ phiếu nữa ở vùng 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 5960 này. Và về đến vùng 62 chúng ta lại bán đi một nhát nữa thì giá vốn của chúng ta khi đó 62 thì nó lại tụt về 61.5. Đó hoặc là nó tụt về 61 chẳng hạn như vậy. Và cứ dần dần như vậy để chúng ta tìm cách để chúng ta hạ dần cái giá vốn của chúng ta. Đó thì đấy gọi là cái phương pháp mà gọi là phương pháp chém cá ở tiến thớt ở cổ phiếu Ba Con A ngày hôm nay thì chính thức là đã đạt cái target kỳ vọng của chúng trong một cái nhịp phân tích đó là vùng 17.5 đến vùng 18. Ở cổ phiếu Ba Con A ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể view dài được view dài được nhưng muốn view dài thì nó phải uh, có các cái tín hiệu kỹ thuật mà nó phải thoát được cái vùng 18 ở đây còn trên góc độ kỹ thuật về trend trung hạn là bao na hiện tại đang đánh tương đối tốt và tương đối là ổn định nhưng uh, cái câu chuyện trung hạn thì chúng ta chưa biết nhưng cứ đến về đến vùng 18 là cứ mang hàng ra ra chốt cái đã chốt như nào chúng ta chốt đi khoảng tầm độ 50 phần trăm thôi không cùng lắm thì chúng ta chốt 30 phần trăm đó và sau đó về đến đây chắc chắn nó sẽ rung rũ để nó test lại cung và nó có những điểm test cung lại quanh 17 ví dụ như vậy thì chúng ta để chúng ta cân thiếp nó phương pháp nó như vậy thôi không nó không có gì mới cả ở PLP trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thấy ở vùng 10.6 đến vùng 11 đi ngang ở xu thế này target đang xây ở đâu đó khoảng vùng 11.5 DAG DAG đây kịch bản của nó là chạm vùng kháng cự 7.7 thì nó có thể chỉnh trang lại quanh vùng 7.45 Ờ, từ vùng này thì chúng ta sẽ quan sát thêm nếu có cái lực cầu ở đây mà bứt phá quay trở lại thì chúng ta cầm nắm tiếp nhưng ngược lại nếu nó bị phá ở đây này ờ, nó bị phá ở đây thì chúng ta nên bán để chúng ta chờ các cái hỗ trợ sâu hơn ở dưới này thì chúng ta mua đó cái cổ phiếu này cũng dễ lắm các anh chị đó vùng hỗ trợ chúng ta mua này quanh quanh trên này mà thấy bị đạp thì bán đi này hỗ trợ lại mua này quanh quanh đây đạp thì bán này rồi có biết đâu được nhịp này nó lại vòng về dưới này chúng ta lại mua đấy vì ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến, vẫn đi ngang ở trong biên 52 đến biên 53. Ở đây cũng là cái vùng hỗ trợ khá là ổn khá là ổn, chỉ cần một cái dòng tiền nó quay lại nó đánh thôi. Thì với những anh chị em mà yêu gì thì cũng có thể vào vị thế ở vùng này. FPT ngày hôm nay thì đánh tương đối là tốt và FPT trong cái thời gian vừa qua thì ông view một cái điểm hỗ trợ của nó ở đây là 75 và điểm kháng cự của FPT ở vùng 81 và nó đánh ở trong cái biên này. trong bản tin tuần thì có nói đến cái vùng chỉnh lại quanh vùng 79. Đấy, nó chỉnh quanh 79 đây và phiên ngày hôm nay thì phiên nó đánh ao lên. À, sau một cái cây nến tương đối khỏe này thì cứ bình tĩnh đi đâu mà vội các anh chị đó, nó sẽ quay trở lại ít nhất là vùng 81 đó, ít nhất là vùng 81 còn sâu hơn sẽ có thể là vùng 80 à, nó sẽ kiểm tra cung cầu đây trước khi mà hình thành một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây chúng ta sẽ phân tích tiếp đi trong thời điểm hiện tại à, gần như nó mang cái yếu tố tạo lập khá là cao yếu tố tạo lập khá là cao có nghĩa là cái cái cung cầu của cổ phiếu hoặc cái 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 xu hướng của cổ phiếu nó phụ thuộc vào một cái nhóm người nào đấy đó, Hùng không biết nó là ai cả nhưng mà sẽ có một cái nhóm người nó đang 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 chi phối cổ phiếu này ờ, thì nhóm người đấy thì đang 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 cho cổ phiếu này về lại vùng 120 và có thể từ vùng này thì họ lại kéo lên thôi họ lại kéo lên tức là nôm na ở trong một cái biên hẹp như này và thời điểm này thì các điểm mua không còn ai đang còn thì chúng ta canh chốt thôi bởi vì nhìn nó cũng không không được thích lắm nữa. Tức là khi mà nó bị chi phối bởi như thế này là mình thấy có vấn đề rồi, nó không không không, không ổn nữa. Ờ ITD như vậy chính thức là hoàn thành target 14 trên 14, đúng không ạ? Đây, ITD thì chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật tuần thì các anh chị. Ở vùng hỗ trợ của ITD ở đây khoảng vùng 12.25 sau khi mà chạm kháng cự thì nó đang quay lại về test nền thôi. Nó lại quay về lại đây test nền ở đây. CMG thời điểm hiện tại thì chạm về vùng kháng cự 37 Đây và nó cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến Cầu bị mất cầu nên là nó cũng chỉ đi như vậy thôi LC thì cũng đang tương đối là tốt LC Hỗ trợ của nó đây ở quanh khoảng 13.3 Và hiện tại thì nó đang đi ở trong một cái biên 13.3 đến biên 15 Và trong cái biên ngắn này thì tạm thời đánh ở trong cái biên ngắn này thôi Uh, MHVH cũng đang rất là hay. Nó nhìn trên trang kỹ thuật tuần đấy, nhìn hay không anh chị hay chứ? Mẫu hình này rất là đẹp. Nhìn uh, nếu như ai mà ai mà đọc cái quyển của cuốn của Livermore thì các anh chị sẽ nhìn thấy những cái điểm này sẽ là những cái điểm vàng trong cái lý thuyết của của, uh, của ông Livermore. Uh, và những cái điểm vàng ở đây chính là những cái điểm mà sau khi cổ phiếu uh, test lại cung kỹ thuật uh, không gãy thì đấy là những cái thời điểm rất là đẹp. Uh, HVH cứ bình tĩnh uh, Quay về vùng 11.8 thì chúng ta lại gom tiếp Cổ phiếu này thì đánh dài được uh, Nhóm ngành xây lắp đến thời điểm hiện tại Thì Hùng không nhìn thấy có quá nhiều Cái sự xuất sắc của trong nhóm ngành này uh, Nhóm ngành này đã có một cái giai đoạn Chúng ta đánh lên thần Phải nói là như vậy đánh lên thần Nhưng đến thời điểm hiện tại thì không còn nhiều nữa Thì Hùng chỉ view lại một số các cái mã cổ phiếu Mà nó đang còn có khả năng Ờ... Uh, tương tác các anh chị nhé còn những cái mã mà cứ nó cứ đi ngang triền miên ví dụ như tí nữa ông sẽ sẽ view cho anh chị một mã như vậy thì Novaland là một cái mã cổ phiếu nó mang cái tính tạo lập rất là cao và trong tuần thì nó đã break được cái vùng giá ở đây là vùng 84 85 thì về lý thuyết là cứ vùng về vùng này ta xả đi khoảng 30 phần trăm đến 50 phần trăm còn lại sau khi xả xong mà cổ phiếu tiếp tục tăng thì phần còn lại thì chúng ta sẽ neo chốt ở vùng cao hơn và cái vùng cao hơn dự kiến có thể sẽ là vùng 93 đó, như vậy thôi, còn nếu mà về đến vùng này mà bán xả phát xong mà nó lại tiếp tục nó bị đạp thì chúng ta sẽ bán nốt Đó, cái cách mà khi mà chúng ta cổ phiếu tiệm cận đến những vùng kháng cự nó là như vậy Đạt phương DPG trong thời điểm vừa qua đánh tương đối là tốt và hiện tại thì nó đã break được cái vùng 34 Sau những phiên đánh lên thì đạt phương cũng đang có những cái điểm test lại cung cầu và những cái điểm test này thì tương đối là đẹp Tương đối đẹp và cái cơ hội để Đạt Phương đánh về khoảng vùng 38, 39 là còn các anh chị nhé. Những tài khoản đang cầm thì chúng ta cầm tiếp. C2 trên một góc nhìn trung hạn và nó đi được về đến vùng 20, target vùng 26.5. Và chạm cái này xong thì hiện tại là đang đang hơi bất ổn này này. vì sao lại bất ổn? Tức là nó mất cái vùng 25 là tương đối xấu. Và khi cái câu chuyện là cổ phiếu bị mất hỗ trợ thì có trung hay có trùng hay là có gì thì nó cũng sẽ quay về những cái test lại những cái vùng vùng cung thấp hơn nó và ít nhất bây giờ là sẽ hai với xu hướng hiện tại này thì ít nhất nó sẽ quay về nó test ở đây này. Điểm này là điểm hai mấy đây này và sâu hơn thì có thể là sẽ đi về lại cái nền ở đây. Đó, rồi mới có thể bật hình thành một cái điểm bật ở bên này. Đấy. Trung hay không trung thì nó cũng vậy thôi. Chúng ta không thể chống lại cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu. Xu hướng trung hạn thì có thể là nó sẽ tiếp tục tăng nhưng xu hướng ngắn hạn là nó đang chỉnh. Ở à, DRH à, với một cái góc nhìn à, cũng đang đi vào những cái trend kỹ thuật có thể nói là trung hạn ở cái vùng kháng cự của nó ở đây đó là vùng 15 à, Tuy nhiên trên cái con đường đi đó thì chúng ta sẽ gặp cái gì trước mắt đó là gặp cái cản trước mắt của nó ở đây Và dự kiến thì DRH sẽ đi về khoảng vùng 14, các anh chị đang cầm hàng chú ý vùng 14 đến vùng Lê LDG cũng là một mã cổ phiếu mà có nói với các anh chị là chúng ta đừng có vội vàng với em này đó, đừng có vội vàng. Khi mà cổ phiếu đã có những góc nhìn trung hạn rồi ấy, thì cứ từ từ rồi uh, rồi nó sẽ lớn dần theo thời gian. Uh, bản thân LDG bây giờ đây nó đang chạm đây trong tuần là nó đánh chưa qua được cái vùng 8.8 đến vùng 8 9 và nó quay về test lại vùng 8.3. Chốt chạm 8.3 này rất là quan trọng trong một cái ý nghĩa để có thể uh, có một cái một cái cái điểm oằn ở đây này, đó uh, nó oằn thế này. Đó và sau đó Sau đó thì nó lại từ đây Nó có thể đánh break lên ở đây Thì cái điểm 8.3 là cái điểm rất là quan trọng ở đây Thì chúng ta sẽ chú ý Trường hợp nếu như 8.3 mà bị phá Thì chúng ta sẽ bán nhá đó cứ bán tạm đi đã bởi vì khi 8.3 nó bị phá thì nó sẽ đi về những cái vùng ở dưới này ok các anh chị đó rồi dg à, dg phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã break được một cái điểm đánh sau sau cái phiên giao dịch ngày hôm qua phiên ngày thứ năm thì nó đã đánh qua vùng 30 thì nó sẽ có xu hướng test lại test lại một tí và trong điểm ngắn hạn trong điểm ngắn hạn thì nó cũng sẽ đi về được khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 33 canh mà chốt FCN cũng rồi FCN thì trong thời điểm hiện tại lồng sẽ view cho anh chị ở góc nhìn 15.3 là kháng cự ở vùng 14 là hỗ trợ và xu hướng thì nó đang đánh ở trong một cái biên này thôi đó thì gặp kháng cự thì chúng ta bán hỗ trợ chúng ta mua ở nhà Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại cũng đang có một cái ý đồ nhìn về mặt ý đồ thì đang khá là hay nhưng mà chưa thấy thể hiện được thì cái ý đồ đó chúng ta sẽ quan sát ở vùng 27 là vùng kháng cự và vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 24.5 đến vùng 25 ở cái vùng này thì chúng ta có thể canh hỗ trợ có thể canh mua và chờ một cái phiên mà nó đánh thoát được cái vùng ở đây đó là vùng 27 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết IDC ở giai đoạn hiện tại trong tuần vừa qua thì cũng đã bắt đầu hút lại được dòng tiền à, nhưng các anh chị lưu ý giữa vùng đó là vùng hỗ trợ 42 à, kháng cự 42 ở đây ở phiên này hôm nay là đã bị một phiên chỉnh như này chưa lên được đến gần 42 thì đã bị chỉnh kỹ thuật rồi à, và vùng hỗ trợ của nó là vùng 37 thì hỗ trợ mua kháng cự bán tuyệt đối không mua những cái điểm lưng chừng ở, ở đây nó sẽ rất là 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 khó chịu đó hoặc là ví dụ như là mã cổ phiếu HDC chẳng hạn HDC Ờ, thì HDC chúng ta đã có một cái trận đánh có thể nói là lên thần nó lên thần như thế nào thì các anh chị có thể xem lại những cái vùng mà chúng ta phân tích ở đây ờ, từ từ những cái vùng 20 21 ở đây mà chúng ta lên được những cái target rất là tốt ít nhất ở khoảng vùng 40 và sau đó những cái nhịp chỉnh kỹ thuật này thì cũng tiếp tục bắt nó tiếp tục bắt để nâng cái target của nó đâu đó lên vùng 45 45 47 gì đó Uh, cho đến thời điểm hiện tại thì nó lại không không còn ngon nữa đấy nó cứ đi thế này thì chúng ta mua làm cái gì đúng không ạ tức là chúng ta không nhìn thấy cái động lực nào cả ở đây cả đó cổ phiếu cứ lững thức đi ngang lững thững đi ngang thế này thì chúng ta mua làm gì chúng ta đầu tư mấy con pen nhưng có phải nó tốt hơn không đúng không ạ tí nữa chứ chúng ta sẽ view lại tốt hay xấu nó phụ thuộc vào từng thời điểm và cái thời điểm mà uh, tốt nhất của hdc thì chúng ta đã đánh rồi còn cái đoạn này nó ẩm ương cái đoạn này nó lình trình ok chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội nó rõ ràng hơn À, đối với nhóm cổ phiếu ngành dầu khí thì gas hiện tại là đang đi ở trong cái biên à, đây là biên bao nhiêu biên 89 đến biên 90 thôi xu hướng thì chưa có nhìn thấy động lực nó cứ đi ngang chít chỉ chỉ thế này thì thôi chào PLX cũng như vậy đi ngang ở biên 56 đầu tư những cái mã cổ phiếu này thì đúng là quá là ức chế và khó chịu đúng không ạ Uh, pet, cái tính đầu cơ của pet khá là cao và đến thời điểm hiện tại là cái target cao nhất mùng xây cho pet đó là vùng 24 đến vùng 24 năm. Đây thì nó cũng đang có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây và cái vùng này thì chúng ta cũng canh mà chúng ta bán. Ở uh, PXS thì uh, cũng chém cá được mấy nhát rồi và đến thời điểm hiện tại là PXS sẽ chạm lại vùng 8 cộng đây là vùng kháng cự thì chúng ta cũng canh và bán tức là PXS ở thời điểm hiện tại thì ta đang, đang nhìn view ở những cái view nó nó, nó ngắn hạn thôi chứ chưa có những cái view trung hạn uh, pfl là một cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí và đến thời điểm hiện tại là đã có phân tích uh, khuyến nghị đầu tư uh, trên góc nhìn đánh dài đánh dài và cổ phiếu này đang đánh rất hay đang đánh rất hay Uh, nó đã uh, cái cơ hội để nó vượt thoát lại cái vùng 4.5 và nó có những cái điểm trả cung lại quanh vùng 4.3 đây này. Đấy, 4.3 là những cái vùng trả cung cực đẹp ở đây. Sau khi nó break nền 4.5 thì nó đang có hai phiên. Có thể nói là hai phiên uh, test trả cung và trong cái phiên ngày giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái uh, động thái của PFL ở đây ba nhóm top 1 của nhóm ngành dầu khí gồm có PVS thì PVS ở đây vùng 23.5 đến vùng một thì sau cái điểm hồi phục ở đây thì nó đang đi ngang đi ngang một phần nó phải hấp thụ hết cái lượng hàng của các ông ở đây các ông ở đây là về đến đây là các ông mang hàng ra các ông chốt vậy thì lái ở đây người ta phải nếu còn ý đồ đánh lên là nó phải gom hết được nó phải hấp thụ hết được cái lượng hàng ở đây tức là các ông ở đây các ông nóng lòng lắm bởi vì sau một cái quả tụt ở đây á, những ông nào cầm cố lại hết cái phiên này, tức là hết cái phiên đánh rốc ao này thì ông ấy sẽ mang về đến bên này và ông sẽ chờ về, đây là chắc chắn ông sẽ thoát. Thì với một cái tinh thần như vậy thì PVS sẽ chưa thể tăng được, nó sẽ cần thêm cái sự lình trình ở đây và quan sát hỗ trợ 23.5. Uh, PVD thì nó cũng tương tự như vậy đó vùng 233 vùng 24 các ông đây các ông mang ra các ông táng vào đầu thì nó làm sao nó tăng được và vùng hỗ trợ 225 quan sát ở 225 năm. Uh, PVT ngắn hạn PVT sẽ đi về vùng kháng cự ở đây vùng 18.3 về đến vùng này thì các anh chị đang cầm hàng thì chúng ta chú ý uh, trường hợp mà có những cái tín hiệu kỹ thuật đi ngang hoặc là không bứt phá được thì chúng ta có thể chốt tạm ở đây hai nhóm nhóm cổ phiếu top 2 của nhóm P gồm có BSR. Ở BSR thì đến thời điểm hiện tại là cái target chúng ta đang xây ở vùng 18 và dự kiến dự kiến lên vùng 2x. Với điều kiện là vùng chốt chặn được vùng 17.3 và hiện tại thì BSR đã có một tuần chốt chặn trên vùng 17.3 khá là tốt. Cầu thì cũng 9, 10 triệu, 10 triệu ở đây cũng cũng tương đối là tốt. Thì cái cách đánh của BSR thì chúng ta có thể nhìn thấy lại cái vùng hỗ trợ ở đây 15.5 là một một nhát các anh chị nhá. Xong đó thì sâu hơn ở dưới này thì khi tại thời điểm đó có phân tích cho các anh chị ở cái vùng hỗ trợ 12. Rồi, chúng ta view to to nhỏ nhỏ à nhỏ nhỏ lại tí nữa ở đây thì chúng ta tiếp tục có một cái trận đánh ở đây, tức là sau một cái nhịp uh, test trả về đây thì dò tìm lại vùng hỗ trợ 7.6 đến 8 và bắt đầu đánh một cái sóng lên của BSR khá là ok thì uh, quan điểm kỹ thuật là chúng ta sẽ cầm lại BSR và gãy nếu trường hợp mà nó bị bán gãy 173 ok chốt tất chưa gãy thì chúng ta cứ cầm như vậy uh, oi ở đây nó có một cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 15 thì hiện tại là đang gặp phải cái kháng cự này hỗ trợ của oi ở vùng 143 trong biên ngắn 143 đến biên 15 POV kép POVK cũng như vậy, gặp phải vùng kháng cự đây, vùng 14, hỗ trợ tạm thời vùng 13 năm. Và POVK thì ngắn hạn, với dòng tiền đánh như này thì nó cũng chưa thực sự là khỏe. Đi ở trong cái biên 14, à 13 năm, 13 năm đến biên 14 các anh chị. Rồi ok, nhóm P thì chúng ta chỉ view như vậy. À, sang nhóm banh, nhóm cổ phiếu banh thì uh, chúng ta sẽ nói đến việc có banh. Việt Công Banh, đó, Việt Công Banh có tốt không anh chị? Tốt chứ, nhưng mà Việt Công Banh cũng chỉ đánh được một cái lực đánh T cộng, và khi mà Việt Công Banh mà trong cái bản tin tuần trước thì cũng có nói với các chị rồi, cái vùng kháng cự của nó 102 đây, đấy, ba phiên gặp kháng cự đúng 102, không qua nổi, và đến uh, phiên thứ ba thì đổ, và đến phiên thứ tư thì đổ mạnh hơn, và với cái lực đổ này, thì xu hướng nó lại về lại hỗ trợ thôi, cái con Việt Công Banh này thì, Đoạn này nó cũng đánh gọi là đánh đánh vui, đánh dạo. Đó, thì về đến cái hỗ trợ này có khi là nó tích lũy lại ở đây thì nó lại bật lên thôi. Không có nhiều yếu tố đột biến về mặt kỹ thuật. Ở uh, bit ở thời điểm hiện tại cũng như vậy Sau khi mà bit hồi phục lên đây Vùng này chúng ta đã nói đến rồi Chúng ta đã nói đến cái target của nó có thể 45 đến vùng 46 đây Và ba phiên không uh, bứt thoát được cái vùng kháng cự và phiên này bắt đầu đổ, phiên này thì đổ sâu hơn. Uh, gọi là phiên này là phiên xác nhận các anh chị, phiên xác nhận. thì xu hướng là sẽ lại quay về nền thôi, 42, 42, 5. ACB hiện tại thì đang tích cực hơn cả sau khi nó break vùng 34, tức là ba kháng cự 34 là kháng cự dài rồi. và cả một tuần thì nó neo đậu được ở trên vùng 34, thì các tài khoản đang cầm em này thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm, quan sát ở vùng 34 giúp vùng lên. Nếu vùng 34 không gãy thì cứ cầm nó bứt được qua khoảng vùng 35 với một cái lực cầu khá thì có thể chúng ta cái nhào vô chúng ta mua tăng thì trọng thêm. Công Thương và VBank CTG Ở CTG thì nó cũng tích cực hơn so với các mã cổ phiếu khác sau trong nhóm banh đó là sau break xong thì nó break vùng 42 thì nó đang có xu hướng đi lên và dự báo cái điểm test cung lại ở quanh 42.5 thì phiên này là đóng đúng 42.5 luôn đóng 42.5 luôn xu hướng hiện tại xu hướng hiện tại thị trường đang khá là ẩm khá là ẩm nên khả năng cao sẽ quay về test điểm sâu hơn ở 42.5 khả năng sẽ không giữ được đâu và nó sẽ test lại cái điểm sâu hơn của nó là 41.5 đến vùng 42 Uh, MBB thì đang dự test đang dự test ở vùng 31 và hiện tại thì MBB đang giữ ở mốc 31 khá là tốt thì chúng ta sẽ quan sát thêm uh, xu hướng kỹ thuật của MBB thì dự kiến là sẽ đánh về khoảng vùng 34 còn công thương sẽ dự kiến đánh về khoảng vùng uh, công thương thì dự kiến là vùng 46 đến vùng 47 ở đây nếu mà quay lại cái điểm test cung ở đây thành công còn nếu mà nó gãy nhé Nếu mà nó gãy thì chịu cái nhìn là gãy 41.5 thì thua luôn Tức là phải bán Không còn không không cầm lại được công thương nữa Gãy 41.5 phải bán Vì khi đó thì nó sẽ có xu hướng nó đánh trả về những vùng nền thấp hơn ở dưới này đó Và cái vùng nền thấp hơn ở dưới này thì chúng ta sẽ phải lần theo những cái dấu vết Trong cái phiên giao dịch hàng ngày để chúng ta có thêm những cái định lượng Đó Chúng ta không chống lại xu hướng của cổ phiếu mà chúng ta nương theo xu hướng của cổ phiếu để chúng ta sống, sống theo nó. VP Bank ok, nhịp này thì VP Bank cũng đang khá là khỏe và dự kiến thì nó sẽ cán cái vùng 48. Dự kiến sẽ cán vùng 48 mạnh hơn thì nó kéo uh, buôn qua một phát lên đến tầm 50 rồi nó test chỉnh cung kỹ thuật ở đây VP Bank. Techcombank. Uh, TCB nhìn ở trên uh, biểu đồ thì chúng ta thấy như sau. Ở vùng 42 là kháng cự ở vùng hỗ trợ sâu của Tech thì ở vùng 38. Tức là giai đoạn hiện tại thì chúng đang nhìn thấy là khả năng Tech sẽ đánh ở vùng 38 đến vùng 42. Ờ à, lực cầu đang suy yếu này, chưa thấy có cái tín hiệu break vùng 42, đánh thủng 42 chắc nó phải có một cái tín hiệu cầu nào đó nó tương đối là khỏe. Hiện tại thì chưa 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 nhìn thấy. Xu hướng này là chưa nhìn thấy. TP Bank ở à, TV Bank thì không có nhiều các yếu tố đột biến. À, view thôi, view để chúng ta nắm được thôi. Hỗ trợ ngắn ở vùng 28, kháng cự ở vùng 29 đến vùng 30. HD Bank à, cũng à, cái mẫu hình vận động khá giống với MBB, khá giống với công thương, khá giống với lại à, thằng Tech. Uh, đang dự kiến là nó đang thoát cái vùng 27.5 đến vùng 28 ở đây và dự kiến thì nó sẽ có thể có những cái điểm test lại cung. Thoát xong nó chưa chạy ngay được anh chị, nó phải vòng bo ở đây để nó xem xem là ai cầm, ai giữ, ai bán và sau khi nó nó phải rũ hết một nhịp cơ. nó nó phải rũ hết một nhịp thì nó mới kéo được. Chứ còn nếu không cái nhỏ lẻ đeo bám mà nó khó kéo lắm. Và hiện tại thì vẫn đang cái xu hướng là đánh lên bật xuống ở đây quanh cái điểm này. Đó là điểm 28 275 năm đến khoảng điểm 28 ở Một số các cái mã cổ phiếu gọi là PEN của ngân hàng SHB ở SHB hiện tại là sau một cái nhịp rũ ở đây cũng tương đối là mạnh đấy Về đến tận vùng 23.5 và bây giờ thì chúng ta tạm lấy cái vòng vùng 23.5 làm cái vùng hỗ trợ của SHB ở trên biểu đồ ở phân tích tuần Uh, dòng tiền thì đang có những cái điểm đánh gọi là điểm đánh trùn lại Sau những cái điểm đánh trùn lại này thì nó có thể có những cái phiên đánh xác nhận về xu hướng Ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là SHB sẽ hồi phục lại về khoảng vùng 27 Và về đến đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu về dòng tiền STB uh, trong tuần vừa qua cũng đánh tương đối là đẹp và ổn định Mục tiêu của STB thì vẫn đi về khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 25 Uh, trong tuần có một cái điểm test kỹ thuật của nó ở đây thì vùng 22 sẽ được gọi là điểm test kỹ thuật của STB và vùng này mà giữ được thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, cầm nắm STB cũng được còn cái vùng uh, 22 này mà gãy thì thôi chúng ta bán nốt các anh chị nhé nó bán nốt đây Liên Việt Postbank cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và chúng ta đang đi xây dựng một cái sóng lên của Liên Việt Postbank uh, từ từ những cái vùng rất là xa xa từ những cái vùng rất là xa xa ở bên này, đâu đó. Và đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã xây lên được đến vùng 18. Ờ, sau những cái điểm tích lũy nền ở vùng 17.3 không gãy, những cái điểm phân tích kỹ thuật này là cũng đã có view cho anh chị rồi. Thì sau một cái điểm đánh lên 18 này thì nó lại ẩm thôi. Nó sẽ ẩm một vài phiên, ít nhất là phải 3 phiên. Khỏe thì khoảng 2 phiên thì nó sẽ kéo tiếp. Và chúng ta sẽ quan sát những cái động thái trả cung ở đây. Khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 18. Sâu hơn tí thì 17, 17.8, 17.9 gì đó à, Trước khi mà nó có một cái phiên kéo ở đây Chúng ta sẽ phân tích Tiếp Động thái dòng tiền à, BVB cũng là một pen của nhóm banh đi Chúng ta tạm gọi như vậy Và BVB thì cũng đang phân tích một cái sóng lên à, Khá là ổn định à, Sau khi em này đánh break nền 14 Và dự kiến của chúng ta thì cổ phiếu này sẽ cán mốc 15 năm đến khoảng mốc 16. Đấy là cái target thiết kế và trong phiên ngày hôm qua thì điểm cao nhất đạt được 15 năm. Hiện tại thì đang phiên này hôm nay thì đang test lại một tí, test cung lại một tí rất nhẹ nhàng. Vôn thấp, uh, vôn khớp được một triệu rưỡi như thế là tốt rồi. Và dự kiến sẽ có 1 đến hai phiên theo cái xu hướng lình trình chung của thị trường trước khi mà có những cái điểm bật ở đây. Rồi chúng ta đi phân tích một số các mã ngành chứng khoán VCI. Ở thời điểm hiện tại thì không còn điểm mua, ai còn thì canh quanh 70, chốt. HCM, uh, HCM tuần này giao dịch cũng khá là tốt. Tuy nhiên, uh, ở đây nó đã đi về vùng 34.5, đó là vùng kháng cự mạnh, thì chúng ta có hàng chúng ta chốt. Uh, không ai tội gì mà mua cổ phiếu ở vùng kháng cự cả, trừ khi cổ phiếu break kháng cự, xong đó có những điểm test kỹ thuật mà, chúng ta nhìn thấy cái cái xu hướng dòng tiền có thể tiếp tục đánh đó thì chúng ta sẽ mua giải ngân ở sau đó SSI xu hướng ở đây là đánh về vùng 36 đến khoảng vùng 37 đây là vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu thì chúng ta cũng nên uh, canh để chúng ta chốt hàng SHS là một cái một trong những mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán trong nhịp này thì cũng đang có đánh giá cái dữ địa để nó đi lên À, dự kiến nó test cung lại vùng 3x và đây đang là những cái điểm test cung tương đối được gọi là thành công đó và đang có xu hướng ngóc đầu quay trở lại thì dự kiến ở vùng 34 đến khoảng vùng 35 à, cổ phiếu CTS đây vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 18 19 không có gì thay đổi các anh chị đang có xu hướng bị bán này tức là về đến đây cái động lực nó không còn tăng được nữa đấy các anh chị nhìn thấy cả một tuần nó lững thững nó đi ngang ở quanh vùng 17 không tăng không giảm như thế này nó khá là khó chịu và sau một cái giai đoạn đi ngang đây đấy anh chị nhìn đấy nó đi ngang ở vùng kháng cự sau nó đạp một phát là mình bị ao ngay nên là cứ tạm thời nhìn thấy những cái tín hiệu này là tốt nhất là bán MBS uh, là một là cái mã cổ phiếu chứng khoán thứ hai mùng có phân tích để khuyến nghị đầu tư cho anh chị trong cái nhịp vừa qua uh, sau một cái điểm break ở đây thì nó có có điểm test ở đây và trong tuần thì những cái điểm test tương đối là khỏe ở đây đó và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng MBS sẽ đi về khoảng vùng giá 28 CTS FTS FTS trong tuần cũng tương đối là đẹp sau một cái điểm lình trình ở đây tức là điểm hồi phân tích hồi phục thứ nhất đó là chúng ta sẽ đưa cổ phiếu về target vùng 18 Uh, sau đó thì biên test cung 17.8 đến 18.3 không gãy và ngày hôm nay thì uh, kết tuần một lực cầu tương đối ổn định thì với một cái lực cầu như thế này thì chúng ta cũng chưa vội mừng đâu các anh chị nó cần phải có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận ở các phiên tiếp theo đó là cái lực cầu nó phải duy trì tương đối ổn định ở khoảng 1.5 triệu cổ phiếu trên một phiên và giá phải giữ được ở trên cái vùng nó vừa kéo qua đây này 18.3 đây này đó thì khi đó thì chúng ta mới 18.3 thì khi đó chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta đưa cái target của em này lên khoảng vùng 19 đến vùng 20 Và cần thêm cái sự đánh giá AAS BVS AAS cũng là một cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc trong nhóm ngành chứng khoán và có phân tích đầu tư Ờ uh, trong tuần thì nó đã đạt được cái điểm mốc cao nhất đó là target 11 trên 11. Vùng hỗ trợ ngắn của em này nó sẽ test cung lại quanh vùng 10 thì tạm thời là chúng ta sẽ quan sát những điểm test cung ở vùng 10. Sâu hơn thì nó có thể test về vùng 9.6 nhưng một cái bài toán đúng không ạ? Các anh chị có thể uh, làm nhuần nhuyễn giúp vùng lên đó là khi đạt target hoặc khi cổ phiếu gặp kháng cự. Đó, vùng 11 thì ok 11 9. À, xin lỗi cả nhà 10 10.9 10, 10 chúng ta bán non lên một tí gặt lúa non đi một tí Ờ à, Chúng ta nắm 1.000 cổ phiếu đúng không ạ Về đến vùng này ok tôi bán đi 500 cổ phiếu Rồi Ok cổ phiếu tiếp tục tăng gì Ok vậy thì tôi còn 500 cổ phiếu nữa Về đến vùng 12 ok tôi bán thêm 300 cổ phiếu nữa Đó nó vẫn về đến 12 nó lại tiếp tục Vượt thoát vùng 12 ok còn 200 cổ phiếu còn lại Thì chúng ta lại tưng bừng rồi Thì chúng ta neo đến bao giờ Mà trả được đúng không ạ Còn ngược lại nếu ở 11 chúng ta bán Ok đây đây đang nó thất bại này Xong đó nó về 10 nếu họ Về 10 nó thất bại tiếp thì ok chúng tôi đã bán tiếp hoặc là ví dụ bán 10.9 xong nó bị mất mốc 10.5 tôi bán tiếp. Ví dụ như vậy vào gãy uh, về gãy vùng mất 9.6 tôi bán tiếp. Ví dụ như vậy thì đấy cũng là cái cách để để các anh chị phân phối hàng. Tức là ý ông chia sẻ là chúng ta luôn chủ động một cái phương án của chúng ta. Khi chúng ta mua cổ phiếu sai chúng ta làm gì? Không phải sai xong chúng khoanh tay ngồi nhìn, không phải sai xong rồi là, là 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 đóng tài khoản đi chơi. Không phải sai xong rồi đổi tội à đấy tại tôi nghe ông không nghe ai cả chính tôi tiền trong tài khoản của tôi thì tôi phải làm đúng không ạ tiền trong tài khoản của tôi tôi phải lo và khi tôi đầu tư có lãi thì tôi lấy cái lãi đấy tôi tiêu tôi không chi cho ai cả đó nên là cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình trách nhiệm của chính bản thân mình nó mình phải học mình phải nghe những cái ý kiến tham khảo của người ta sau từ những ý kiến tham khảo đó chúng ta thấy à đúng à bạn ấy bạn nói đúng á à mình nên nghe theo ý kiến này để mình đưa vào quyết định đầu tư và đấy là quyết định của tôi đó chứ không phải của ai cả nên là cái 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 câu chuyện mà nhiều nhà đầu tư là tìm cách đổi lỗi cho thị trường rồi tìm cách đổi lỗi cho người này người kia rồi tìm cách đổi lỗi cho cổ phiếu bảo ôi tôi mua cổ phiếu này nhẽ ra nó phải như thế này đó nhưng mà rõ ràng là do quan điểm của chúng ta sai cái góc nhìn của hùng lê sai hoặc góc nhìn của anh chị bị sai nên là chúng ta mới nhìn cổ phiếu nó bị sai đó và đấy là trách nhiệm là trách nhiệm thuộc về mình đó tôi làm tôi chịu đó tiền ở trong tài khoản của tôi mà chứ có phải là tiền trong tài khoản của ai đâu có phải của anh hàng xóm đâu đúng không ạ rồi cổ phiếu ba con AS thì chúng ta chỉ nhìn như vậy thôi, xem BVS. ở BVS ở thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm này và cũng đã có những cái khuyến nghị cho anh chị em rồi, đó là cái biên ngắn ở đây nó đang 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 có một cái dấu hiệu để có thể kỳ vọng một cái 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 chen đánh bật ở đây là đánh bật kháng cự 26. Thì như vậy là vùng 24 chúng ta tranh thủ chúng ta mua gom lấy một ít vị thế. Đó và bật 26 thì chúng ta mua thêm một tí nữa xong rồi nó kéo qua 26 test cung lại 26 không gãy thì chúng ta mở điểm mua hết. Đó ví dụ chúng ta có 3 điểm mua rất rõ ràng về mặt quan điểm và sau điểm mua vùng 24. Ok cổ phiếu bị sai du thế. Có nghĩa là nó mất vùng 24, nó có thể về đến vùng 23.5. Ok, tạm thời tôi bị sai. Tôi bán tôi cắt lỗ để tôi mua cổ phiếu khác. Đó. Còn nếu tôi đúng, ok tôi sẽ chuẩn bị cho điểm mua break vùng 26. Xong điểm mua break vùng 26 Test cung 26 không gãy Tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho điểm mua cuối cùng Rất rõ ràng về mạch lạc Về quan điểm như thế Và ở khi mà chúng ta vạch ra như vậy Thì cứ thế chúng ta thực hiện thôi Sai là chúng ta phải sửa ngay VX thì Xem nào VX VX ở thời điểm hiện tại là đang có một điểm mà khuyến nghị thăm dò bắt đáy quanh vùng 30 Thì bắt cái điểm này xong thì chúng ta phải chờ chờ xem là ông ấy có đánh vượt được 32 không nó đánh vượt được 32 thì chúng ta sẽ có chủ động điểm mua tiếp theo mất vùng 30 thì chúng ta tạm thời chúng ta chấp lộ chấp nhận cái lỗ ngắn hạn ở đây và chúng ta chờ về đến vùng 27 đến vùng 27.5 nó về đến vùng này khả năng cổ phiếu mới bắt đầu mới có một cái nhịp tích lũy ổn này rồi về đến vùng này rồi xong giả sử như vùng 27.5 bị thất bại đi 27 bị, bị 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 mất đi thì chúng ta xử lý như thế nào Ờ, có nhiều người bảo ơi tôi nghe ông kia ông bảo ông suối ông bảo mua ở đây xong tiếp tục về 27 mua bây giờ lỗ thôi ôm tiếp không phải các anh chị như vậy khi cái vùng 27 nó bị thất bại là vùng cuối cùng và vùng này bị thất bại có nghĩa là tư duy của chúng ta sai mà sai là phải sửa sai là phải cắt Đó, thủng 27 cổ phiếu nó sẽ còn phi 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 ở mầm xuống đến dưới này nữa cơ chứ không phải nó dừng lại 27 đâu nên là chúng ta tuyệt đối không được đóng tài khoản tuyệt đối phải Uh, liên tục review lại các cái mã cổ phiếu trong danh mục của chúng ta để xem là con nào đang khỏe, con nào đang yếu, con nào bị sai như thế, uh, con nào phải xử lý đó là chúng ta phải có kế hoạch chứ chúng ta đừng có phó mặc cho số phận uh, đánh thị trường chứng khoán mà chúng ta phó mặc cho số phận, phó mặc cho thị trường thì chúng ta sẽ thứ nhất là hao mòn vốn, cái thứ hai là trong một cái trận đánh nào đó thì chúng ta dễ bị ao ra khỏi thị trường, tức là bị lỗ rất sâu và khi lỗ rất sâu thì đương nhiên là sẽ bị ao ra khỏi thị trường. vix rồi vnd. VND thì sau khi mà chuyển uh, chuyển sàn chuyển sang sàn HX đánh hai cây khá là tương bừng và hiện tại thì đang lấp lại vùng 36, lực cầu tương đối là khỏe. Khỏe thế chứ lại. Đúng là chuyển sàn có khác và khả năng thì uh, uh, VND cũng đang đánh kiểu đánh theo kiểu mô hình biểu diễn, đó là sau khi tôi chuyển sàn là tôi phải thăng hoa như này đấy là lại như thế để cho Uh, các cái doanh nghiệp khác cũng phải chuyển từ sàn hốt sang sàn HNX nhưng mà nói nói chuyện đến thời điểm hiện tại là uh, cái sự giao dịch ở trên sàn hốt khá là khó chịu khá là khó chịu anh chị bản thân như hùng lê cũng rất là khó chịu giao dịch được có một phiên xong đấy thì mình không biết được cái cung cầu cổ phiếu nó đang đi như thế nào gọi là đi tù mù đấy. rồi nhóm ngành thép chúng ta sẽ nói đến HPG uh, với những cái kỳ vọng về sắt thép tiếp tục tăng hình như là như vậy xây dựng uh, bây giờ hiện tại là sắt thép đang tăng rất là kinh khủng luôn. Và Hòa Phát uh, chúng ta nói đến ở đây là vùng kháng cự 50 các anh chị nhỉ, đúng rồi, kháng cự 50. Thì cái biên 49 đến biên 50 là hiện tại Hòa Phát đã có một tuần đi cái đi như thế này thì nó cũng là một cái tiền đề để, để Hòa Phát có thể đánh vượt thoát vùng 50. Thì chúng ta sẽ quan sát các cái tín hiệu cầu ở đây. Có một phiên đánh break vùng 50 sau đó test cung lại nhẹ nhàng vùng 50 không gãy thì chúng ta sẽ xây lên target khoảng vùng 53. Đó, còn ngược lại mà cái vùng ở đây 49 bị bị mất thì chúng ta cũng sẽ nên bán bởi vì như vậy thì Hòa Phát nó lại có xu hướng quay về lại cái vùng nền tích lũy ở dưới này. Đó là đâu đó khoảng quanh khỏe thì quanh vùng 47 hoặc yếu hơn thì khoảng vùng 45 đến vùng 47. Hoa Sen đến thời điểm hiện tại là đã về đến đích 30 trên 30 chính thức là như vậy và đóng cửa ở vùng 30.15 à, Thế thì cái kịch bản là hoa sen có thể tăng được nữa hay không Đó vấn đề đặt ra ở thời điểm hiện tại là hoa sen có tăng được nữa hay không Thì nhìn về mặt ý đồ Về mặt tín hiệu kỹ thuật thì đang ủng hộ một cái tín hiệu là hoa sen có thể đánh break nền 30 à, Tuy nhiên khi mọi thứ nó chưa rõ ràng Thì đối với những tài khoản mà chúng ta đang cầm á, Chúng ta đang có thì chúng ta cầm thôi Còn những cái điểm mua này đó là những cái điểm mua mà nó không còn an toàn nữa và với quan điểm của hùng không an toàn thì chúng ta sẽ không mua ở nam kim thì target 25 đường về target 25 đang chờ em ấy cán mốc khỏe hơn thì có thể về khoảng vùng 26 nhịp này của nam kim hoặc là 26.5 thép đang đánh khá là tốt ở tlh ngày hôm nay thì đã có một cây ce và đi về lại cái vùng kháng cự 12 13 là kháng cự trung hạn Uh, thì về đến đây thì thôi ai có hàng thì chờ canh chốt thôi chứ còn mua thì không mua. Uh, tvn thì vẫn đang lối hẹn uh, cái target vùng 18 này trong ngắn hạn thì tvn phải uh, về lại ở đây đã ít nhất là phải về lại được cái vùng 15.5 đến vùng 16 đã sau đó thì uh, sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo còn cái vùng này mà chưa về được thì chúng ta sẽ chưa có thể có cái target 18 ở đây VGS uh, VGS ở thời điểm hiện tại chúng ta nên lưu ý bởi vì là em này cái tính đầu cơ một là tính đầu cơ cao thứ hai nữa là sau một cái giai đoạn nền ở đây uh, ở vùng 18 18 đến vùng 18.5 ở đây sau nó break lên nhá xong nó test lại cung này một cái cây nền test cung test xong thì chúng ta đưa cái target của VGS lên vùng 22 và phiên kết tuần thì nó đã vượt thoát cái vùng 22 thì uh, lực cầu tương đối ổn định và cái trend kỹ thuật nhìn kiểu này thì cái xu hướng mà tạo lập dòng tiền sẽ có thể đánh tiếp ờ, Như vậy thì chúng ta sẽ bắt nhịp sổ số Ở phiên ngày thứ hai Các anh chị của chúng ta sẽ xem những cái điểm mà test cung lại Quanh vùng 22, 22.5 Nếu có thì chúng ta có thể canh bắt vị thế Và sau đó khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi Nếu đúng thì cứ dần dần như vậy Chúng ta túc tắc chúng ta mua thêm vs đánh như này là tương đối đẹp <laughs> à, uh, nhóm cổ phiếu xi măng xi măng chúng ta có hà tên uh, một ht 1 hiện tại chưa có nhiều dư địa vùng hỗ trợ đây 182 vùng kháng cự 192 nó đi ở trong cái biên này uh, cổ phiếu bcc bcc đánh tương đối ổn định đó sau break vùng uh, 12 rồi thì BCC sẽ thẳng tiến Uh, về vùng 13 năm đến vùng 14 sau một phiên đánh, BCC có những điểm test khá đẹp và những cái điểm test này có thể cho phép sâu ở khoảng vùng 12.5 đến khoảng vùng 12.6. Uh, cổ phiếu Hom Homem. Đó, Homem từ những cái góc độ mà chúng ta phân tích ở uh, những cái điểm rất là thấp và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã cán cái vùng giá uh, mục tiêu gọi là vùng giá 6. Ờ uh, trên góc độ kỹ thuật sau hai phiên uh, khá, phải nói là ba phiên khá là thăng hoa, phiên này kéo lên vùng 6.5 cơ, nhưng nó không giữ được. Thì kỳ vọng kỳ vọng điểm gom, điểm gom quay trở lại đây khoảng vùng 5.5, 5.5 sợ hơi khó. 5.7, khoảng vùng 5.7 đến khoảng vùng 5.5 thì chúng ta sẽ gom lại. Uh, những anh chị mà đang có vị thế rồi thì về đến vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta tăng thêm tỷ trọng hôm đánh rất hay à, trong cái nhóm có một cái mã cổ phiếu BT B gì BTS à? à BTS rồi cũng của nhóm xi măng anh chị nhé đánh BTS đánh cũng đang rất hay đánh như lên thần con này view sớm sớm được tí nữa thì tốt chắc chắn là ăn ăn ngon lành luôn bởi vì con hom đã ăn được thì con này không có lý do thì chúng ta không ăn được cả vùng sáu à, 6 5, 8 680 đến 7 chấp nhận vào vị thế sai xu hướng thì chúng ta cắt lỗ đó, chúng ta xử lý luôn không có vấn đề gì phải ngại cả ờ, nếu đúng xu hướng thì cứ thế túc tắc gom thêm hàng thôi được oánh vùng à, uh, 6.8 6.8 đến vùng 7 các anh chị nhé nhóm xin mang ờ, nhóm phân bón chúng ta view thêm phân bón nhé BFC Ờ, BFC trong cái góc độ mà góc nhìn của Hùng có nói với các anh chị rồi Đó vẫn là một những cái góc nhìn trung hạn của cổ phiếu Thì cái vùng 21 này đang được coi là cái vùng hỗ trợ khá là dài Sau một nhịp đây nó đánh lên cái vùng kháng cự 23 Chỉnh cung ở vùng 22 và những điểm chỉnh cung này Rồi cạn vôn tốt ờ, BFC sẽ quan sát ở khoảng vùng quanh vùng 22 không gãy Tiếp tục cầm và break vùng 23 thì tiếp tục là có thể canh mua thêm Tỷ trọng nhóm phân đạm hiện tại đang khá là ok trên trang kỹ thuật đạm phú mỹ mục tiêu của nó sẽ đánh về khoảng vùng 21.5 hỗ trợ ở đây vùng 19.7 đến khoảng vùng 20 đạm cà mau hỗ trợ ở đây là vùng 17.5 đến vùng 18 đây là đang là các cái điểm test lại cung sau những cái điểm chạm vùng kháng cự có thể gọi là vùng kháng cự dài thì cổ phiếu sẽ có thêm cái thời gian tích lũy và từ thời gian tích lũy này nếu mà cái vùng ở đây vùng 17.5 mà không bị gãy thì à, cái cơ hội để em này đánh tiếp là ok. Nhóm ngành cảng biển TCVK. À, sau một cái giai đoạn đánh ao lên thì nó đi ngang nhưng đối với TCVK chúng ta sẽ nhìn trên trang kỹ thuật tuần. À, nhìn trên trang kỹ thuật tuần thì sẽ nhìn thấy được cái vùng hỗ trợ 29.5 đến vùng 30, đấy là vùng tích lũy của nó. HAH thì không có gì thay đổi cả thời điểm hiện tại. Đấy vùng 26 là vẫn là vùng kháng cự mạnh và xu hướng hiện tại thì nó đang đi ngang. GMD đang công lại vùng kháng cự ở đây là vùng 36 đến vùng 37. Cứ gặp kháng cự là chốt một nhát đã còn chưa biết ngày mai như thế nào thì chúng ta cứ chốt đi. Tiền về tài khoản là tiền của chúng ta à, thì cũng có thể nhìn ở trên những cái góc độ dài có thể đánh về vùng 4x nhưng mà cái đoạn về đến đây là kiểu gì ông cũng lình trình đã thì tôi lình trình là tôi thịt đã VNA là một mã mà tính tạo lập nó tương đối cao gọi là pen đầu cơ của cái nhóm ngành này ở ờ, sau khi nó tiệm cận về vùng 8 thì nó chỉnh kỹ thuật ở đây này vùng 6.7 đến vùng 7 mà không gãy thì cầm gãy thì bán View lại nhóm mía đường QNS cho các anh chị. QNS là vùng 44 đến vùng 45. SBT là đang xu hướng đi ngang hỗ trợ 22 kháng cự 24. SLS hiện tại đang mía đường Lam Sơn, Sơn La, Sơn La gì đấy con này thì thanh khoản nó hơi thấp nên chúng ta chỉ view thôi. Xu hướng đi về lại vùng như thế này thì nó lại kéo thôi, kéo lại về 140. LSS kênh xu hướng trung hạn mục tiêu 14.5 thì đây đạt được ở đây và đang chỉnh lại ở vùng hỗ trợ 12 đang có một lực bật lên và lực bật này thì dự kiến lại đi về lại vùng 13.5 đến vùng 14 có hàng để canh chốt ở vùng kháng cự cư. <laughs> nhóm dệt may TCM đánh nhịp sổ số và nhịp sổ số này thì trong tuần vừa qua TCM đi quanh biên 110 đến 115 gãy 110 thì bán không gãy thì cầm đánh break lên vùng 115 thì ôm tiếp khả năng xu hướng sẽ kéo em này thì bây giờ kéo đến đâu thì biết đến đó TNG trong tuần vừa qua cũng đã có một lực hồi tương đối ổn định nhưng vùng 26 là vùng kháng cự cảnh báo có hàng thì chúng ta sẽ canh về đến vùng đó mà chốt. EVE là một mã cổ phiếu mà chúng ta nói là nó đánh ở góc độ dài trung hạn và ở những cái thời điểm mà chúng ta nói đến những góc độ đó thì EVE đang ở khoảng vùng 12 và nó đánh lên đến tận vùng 18 à. Đấy. 50% các anh chị đó, 50% thì cũng được gọi là trung hạn rồi. À, và khi chạm về vùng kháng cự đây thì nó đang có xu hướng test lại, test lại vùng 16 hoặc là sâu hơn sẽ ở khoảng vùng 15 nhưng mà xu hướng uh, xu hướng kỳ vọng sẽ ở vùng 16 thôi, nó đang có những phiên mất mất cung mất cầu như thế này là tốt. VGT chưa có nhiều yếu tố đột biến. Xu hướng ở đây nó đang gặp phải vùng này Vùng kháng cự khá là củ chuối Và vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 15 đến vùng 15-3 đến vùng 16 Nhiều anh chị có hỏi đến VGT Nhưng mà nhìn xu hướng như này thì nó cũng chưa ăn thua à, GIL, GIL thì nhịp này Cũng gọi là một nhịp đánh sổ số tiếp nữa thôi Được ăn được thì tốt quanh vùng 70, 70 71 ở đây này thì mua và dự kiến thì đánh về vùng 8x gãy cái vùng hỗ trợ ở đây 71.5 70 ở đây thì chúng ta bán PPH PPH thì ok rồi không sao cả một số anh chị là đang hơi sốt ruột nhưng không sao nó sẽ quay về đây nó test này nó test lại vùng này và vùng này thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua 27.5 đến khoảng vùng 28 dự kiến sẽ quay về đây à, con cổ phiếu này thì nó đánh dài thôi nó đánh dài cứ bình tĩnh sau một tuần lên thì nó có khoảng tầm 2-3 tuần test sau đó yên tâm không sao à, nhóm một số các nhóm ngành khác cao su không nhìn thấy động lực viettel cũng không thấy động lực khu công nghiệp thì cũng chưa có nhiều à, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái món gọi là một số các cái món hàng Uh, vơ bèo vừa tép một số các cái nhóm cổ phiếu trà đá Một số các cái nhóm cổ phiếu được gọi là móc cống đúng không ạ Trong cái thời gian vừa qua Thì rõ ràng một điều là theo như quan sát của Hùng Nếu như trong 2 tuần vừa qua uh, Chúng ta cầm các cái mã cổ phiếu trụ hoặc các cái blue cơ bản á, Thì gần như là chúng ta không có lãi uh, Hoặc một cái mức lãi khá là thấp uh, Tuy nhiên nếu như trong cái thời điểm vừa qua Chúng ta chọn đánh những cái mã cổ phiếu hàng đầu cơ và những cái hàng đầu nói là hàng đầu cơ thôi nhưng cái chúng ta có một cái sự lọc và có một cái sự thanh lọc nhất định đó là chúng ta lọc ra những cái mã cổ phiếu mà uh, có một cái giao dịch về dòng tiền nó tương đối lớn một tí đó, ví dụ như hút chẳng hạn ở đây là chúng ta thấy rằng trung bình cứ một phiên khoảng tầm 40 tỷ đúng không ạ 40 tỷ mà chúng ta được có tỷ thì thoải mái rồi hoặc là chúng ta mua đâu đó có một vài trăm triệu đúng không ạ hoặc là như mã cổ phiếu ITA chẳng hạn đây chúng ta hãy xem ITA đó những phiên giao dịch 90 tỷ 70 tỷ thậm chí có những phiên giao dịch gần 200 tỷ Ok chúng ta có bao nhiêu tỷ trong 200 tỷ này các anh chị nó ví dụ như vậy hoặc là cổ phiếu HRS chẳng hạn nó những con pen nhưng chúng ta nhìn thấy đây 35 40 tỷ 60 tỷ 90 tỷ 44 tỷ đó vậy thì chúng ta sẽ lọc ra những cái mã cổ phiếu gọi là pen nhưng cái thanh khoản ở trong phiên nó khá là tốt đó hoặc là ví dụ DLG chúng ta chúng ta xem xem là một phiên nó giao dịch bao nhiêu tỷ 2869 đấy ít nhất là như vậy 5043 tức là khá là tốt đó mặc dù là đây này con này đang lỗ trỏng trơ đây này quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 lỗ 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 367 tỷ thế mà từ đầu năm đến bây giờ ông đánh từ 1.5 lên đến 1 năm Ông đánh từ 1.5 mà hôm nay lên đến gần 4 rồi, 3.4 rồi, đấy. Thì điều gì nó làm nên <laughs> cái sự tăng giá này, các anh chị chỉ có đánh CE thôi. Quá kinh khủng. Đó, thì cái câu chuyện là uh, thời điểm nào thì chúng ta nên đánh các cái mã cổ phiếu Blue Chip, các cái mã cổ phiếu trụ, còn thời điểm nào thì chúng ta có thể lựa chọn đánh PEN. Còn trong cái thời gian vừa qua thì cũng thấy dòng tiền gần như chủ đạo là đánh PEN là phần lớn. Đem phần là lớn. Rồi nhóm sông đà SDT một mã cổ phiếu khá là quen thuộc chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ tuần à, Thì trên đen tuần thì SDT vẫn tiếp tục tăng và mục tiêu lên đến vùng 7.5 rồi 7.5 rồi Đang bị chỉnh lại và những điểm chỉnh này thì em mới đang test lại ở vùng 7 khá là đẹp Sâu hơn thì nó có thể test lại vùng đây là vùng uh, đây ạ vùng 6.5 đến vùng 6.6 khả năng em về, về về đến vùng này khả năng nó cũng hơi khó SD3 cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư Đấy, ví dụ như vậy đây tôi thử tìm lại nó có ra SD3 không? SD3 có sông đà đó, 22 tháng 3 này chúng ta view sông đà SD3 trên góc độ những như thanh quản em này hôm nay được này, góc độ kỹ thuật thoát 4 này thì sẽ đi về được khoảng vùng 5.2. Thoát 4 đi về được khoảng vùng 5.2, đã đi được về 5.2 chưa? Hôm nay là lên đến 5 rồi, sắp về đến 5.2. Thoát 4 ở đây. Đó, vậy thì từ 4 mà lên đến 5 là 1 1/4. 25% à. Đấy, cũng ăn được 25% nếu đánh SD3 mặc dù thanh khoản hơi thấp. Ờ SD4. SD4 cũng như vậy. Sao lại không được nhỉ? SD4. Ở SD4 cho một mục tiêu đó là đánh về vùng 8 thì hiện tại SD4 là suýt soát trong phiên ngày hôm qua suýt soát về được 8 và nó đang chỉnh lại kỹ thuật và các cái điểm chỉnh kỹ thuật của SD4 tương đối đẹp. Mục tiêu thì không có gì thay đổi cả, vẫn là đánh về 8 thôi. Thoát 8 thì chúng ta sẽ có những cái nhịp phân tích tiếp theo. SD6. SD6 cũng đẹp đó, trên trang kỹ thuật tuần thì SD6 vẫn đang đi lên và mục tiêu thì SD6 sẽ đánh chạm 6. Có thể có những cái điểm chỉnh cung về mặt kỹ thuật ở đây sẽ canh lại ở quanh vùng 5, nếu mà mua lại được quanh vùng 5 thì đẹp quá. Chúng ta sẽ chờ lại như vậy. Nếu không thì ở vùng 5 1 5, 5 2 nó nôm na là ở những cái điểm mua thì chúng ta sẽ phải căn ke ở trong những cái phiên giao dịch đó để chúng ta biết được những cái điểm điểm chỉnh về mặt hỗ trợ về kỹ thuật. Ví dụ như đây đang có điểm 5.2 này rồi có thể có điểm 5.1 điểm 5 đó hôm nay những cái điểm này thì chúng ta có thể gom thêm SKG cũng là một mã cổ phiếu được uh, khuyến nghị đầu tư uh, từ những vùng rất là sớm ở dưới này và bây giờ thì nó đã đạt lên được cái target 13 năm đến 14 uh, thì đây là một cái target target thiết kế cũng đã mang lại một cái khoản lợi khoảng tầm đó độ 30 đến 40 30 phần trăm khoảng 30 phần trăm thì từ vùng này thì cũng đang nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật là dự báo về khả năng thì Super Đông Kiên Giang sẽ có những điểm đánh break lại vùng 13 năm đây đang có hai điểm test cung và sau những cái điểm test cung này sẽ phát đi các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo và đã khuyến nghị thêm các cái điểm mua thêm của thằng Super Đông Kiên Giang FRT ở trên thời điểm hiện tại thì cũng nhìn ở trên một cái góc độ trung hạn khá là dài khá là dài về FRT à, bởi vì FRT thì um... Đây chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta thấy được rằng đây đang là những cái thời điểm mà nó chuyển chuyển mình một cái 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 pha xu thế. À, tất nhiên à, trên trang kỹ thuật dài thì nó cũng sẽ gặp những cái vùng cản ví dụ ít nhất ở đây nó sẽ đi về à, đây nó đang thoát ở vùng 32 thì dự kiến nó sẽ đi được về khoảng vùng 35 ví dụ như vậy. Thì về đến vùng này tạm thời chốt tạm đã, xong đấy nó chỉnh kỹ thuật thì chúng ta lại gom lại chứ không phải là cứ trung hạn là cứ thế là chúng ta cầm. Đó. À, MBG đã có khuyến nghị đầu tư Uh, bắt MBG trong thời điểm hiện tại thì MBG là dự kiến sẽ đánh chạm 10 này MBG hay đấy MBG rất hay Thanh khoản khá là tốt khá là ok uh, Trên trang kỹ thuật tuần thì MBG cũng đang có những trận đánh uh, đã break ra được khỏi cái vùng kháng cự ngắn ở đây rồi Khoảng quanh vùng 8.5 Trong phiên ngày hôm nay đây nó đang có những cái điểm test phiên ngày hôm nay có điểm test quá đẹp ở vùng 9 nói chung nôm Na ở vùng 9 Tài khoản nào chưa có thì có thể canh ở mục 9 để chúng ta mua à, Thoát 10 khi mbg thoát 10 Thoát được cái vùng 10 đây này thì nó sẽ có một cái điểm test lại đây và sau đó à, Kỳ vọng là sẽ mở trend Trên cái vùng 10 cộng ở đây thì rất là đẹp đối với mbg Cổ phiếu B2 cũng khuyến nghị đầu tư ở trên rung Đây ví dụ như vậy B2 B2 ngày 16 tháng 3 dòng tiền đầu cơ tiếp tục đánh ngày 16 tháng 3 khi đó B2 ở cái cái ảnh này là B2 đang ở giá bao nhiêu đây Giá 7.7 các anh chị nhé Giá 7.7 Ờ à, nhịp sổ số, số Và như vậy là cứ theo cái xu hướng là B2 đúng Đúng là bắt đầu lại cân thêm Đấy Cân thêm này Bắt thêm điểm 2 này Đó ngày 18 tháng 3 Nhưng là bắt tiếp này Bắt thêm này Không bị trôi này Lực cầu ngày 15 tháng 4 này Tiếp tục bắt thêm chấp nhận ăn giá 9.3 ngày uh, ngày mùng mấy đây ngày mùng 5 tháng 4 chấp nhận ăn giá 9.3 và bi hai ngày hôm nay thì đã vượt chính thức vượt 10 và với một cái trang kỹ thuật nó đẹp long lanh như thế này thì không có lý do gì mà những cái cổ phiếu này của chúng ta lại không uh, từ vùng 7.7 à 7.7 là từ tận ở đây đấy đây 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 anh chị đây bắt đầu từ cái vùng này là bắt đầu đang ngắm 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 nghiêng nghiêng em này rồi và đến thời điểm này thì gần như là kết thúc kết thúc các cái điểm mua và chỉ có canh để chúng ta chốt nữa thôi rất đẹp Hờ à, HR đó HR để chúng ta xem nào HR cũng bắt đầu các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần cùng đây bắt đầu khuyến nghị các anh chị mua với kỳ vọng có thể đánh về đây biên 66.5 không hề chỉnh luôn và với <laughs> với cái cách đánh như thế này thì không cẩn thận là anh quyết anh sẽ đánh sẽ đánh break đánh break ở đây đấy à, anh quyết anh sẽ đánh break kéo tiếp một nhịp nữa đẹp amd đúng không ạ amd cũng khá là tưng bừng và trong cái bản tin tuần trước anh chị có thể view lại cái phân tích của hùng ở đây đó là khi mà amd nó test lại cung ở đây thì cũng đã có những cái dự báo về mặt xu hướng khả năng anh quyết sẽ tiếp tục đánh ở vùng 3.8 đánh đánh lên đó và trong tuần vừa qua thì amd đã có một trận đánh tưng bừng từ vùng 3.8 lên đến vùng 5 xu hướng này thì sẽ chạm 5 à, chạm 5 rồi thì khả năng đoạn này không thơm nữa đâu Đấy, anh quyết luôn biết cách sang hàng cho những nhà đầu tư ham hố đó hai cũng như vậy đúng không ạ hai thì đây các anh chị nhớ lại đây cái vùng khi mà hai ở quanh vùng 3 vùng 3.1 đấy ra thử xem nào gõ xem hai nè lâu lắm rồi hai thì chắc là còn lâu lâu khá là lâu rồi. một số các pen 16 tháng 3 Đấy, trong fit gợi ý bộ anh quyết còi phân tích ở ngày bao nhiêu đây Đấy, bộ anh quyết còi này ha này AMD này hai này đấy ở quanh vùng 3.05 đến 3.1 canh mua là quá đẹp hs này từ vùng 6.25 fit GVC ITA đấy những cái mã pen nó thì tất cả nó nằm ở trên này hết gõ phát là ra và từ vùng 3 mà đánh về vùng 3.5 là đã 3.5, 3.6 là cười lắm rồi. Xong 3.5, 3.6 lại có một nhịp test ở đây đưa về 4. Cũng cười lắm rồi. Bây giờ từ 4 phải đánh bật lên vùng 4.5. 2 thì khả năng là không, 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 không đủ sức để leo về 5. Bởi vì nhìn thấy AMD là sắp bị chốt rồi. Mà AMD mà bị chốt thì hai khả năng cũng sẽ bị chốt theo. Hút này đó hút một góc nhìn uh, trung hạn và đến thời điểm hiện tại thì đang chờ cái target ở đây uh, target 8 vượt 8 thì chúng ta sẽ xây lên vùng 10 hvg à, vhg uh, đó thì vhg chẳng hạn như đây uh, nếu mà nhìn về kỹ thuật uh, nhìn về cái cái uh, cái góc độ cơ bản thì nó có, có gì đâu anh chị nó không hề có nhưng tại cái thời điểm mà ở đây là vùng 1.8 đến vùng 1.95. Lồng nó bắt đầu nhìn nhận những cái góc độ về mặt kỹ thuật của em này ở đây rồi. Đó. Về vùng 2 và nôm na là những cái vùng 2 đây 1 2.3 đây, 2.2 2.3 đây. Khuyến nghị bắt và thời điểm hiện tại thì em này đã về đến vùng 3 và về đến vùng 3 thì là cái vùng kháng cự của nó. À, về đến vùng kháng cự của nó thì nó đang có những phiên à, đây ngay chị này nhìn này, nhìn thấy không ạ đó nó đang xem qua nhau thì đang khuyến nghị là anh em là quanh vùng hai chấm mấy để bắt lại này hai chấm hai chấm bảy gì đó hai chấm bảy hai chấm tám đó hai chấm bảy hai chấm à, tám thì, thì chúng ta sẽ bắt tiếp và à, góc độ kỹ thuật hiện tại thì VHG sẽ có những cái tính tạo lập ở quanh vùng ba đó tạo lập ở quanh vùng 3 và cũng nhìn ở một góc độ trung hạn đó là đang kỳ vọng con này đánh tương đối dài tương đối dài như hút. Đó, còn kỳ vọng đến đâu thì chúng ta lại đi xây đến đó. ờ ITA trong phiên ngày hôm nay tức là trong tuần thì cũng đã có những điểm đánh break lại qua vùng 7. Phiên này đang trả lại này thì rất nhiều những anh chị em là bị vướng phải một cái động động tác tâm lý. Khi cổ phiếu ITA vượt qua 7, test lại 7 thì đây là những phiên mua bao giờ cũng sẽ chọn cho các anh chị những cái phiên mua như thế này còn lên là lớn chớn lớn chớn 7.5 này lại láng quáng mua mua xong lại bị lỗ ngay ở trong t không ví dụ như vậy thì những cái điểm lớn chớn này chúng ta sẽ không mua đó nó sẽ tả cung lại đây và sẽ chờ lại đó chờ lại những cái tín hiệu tạo nền tiếp theo còn xu hướng của ita thì cơ bản là kỳ vọng ở vùng 8 Ờ, HHS về đến vùng 8 rồi Tức là đạt target 8 tên 8 Và HHS đang đi vào những cái nhịp chỉnh Ở đây gọi là những cái nhịp chỉnh kỹ thuật Ở những nhịp chỉnh kỹ thuật này Thì kỳ vọng sẽ không gãy 7.5 Nếu gãy, nếu mà gãy 7.5 Thì mang hàng ra mà táng hết sạch sẽ Đó HAG cũng đã được uh, có một cái nhịp phân tích đầu tư ở vùng mấy nhỉ? Vùng đâu đâu ở dưới này, không không nhớ lắm. Nhưng nôm na trong cái nhịp này thì đang đưa target của HAG về 6 Và trên cái đường đi này thì hiện tại đang khá là thuận lợi Dự kiến vùng 6 sẽ là ok uh, Em TTF TTF cũng đã có những cái khuyến nghị đầu tư Bắt lại quanh vùng 7.35 đến 7.2 uh, Sau điểm break này thì nó sẽ có những điểm test lại Cung ở đây 7.75 không gãy Tiếp tục bắt Tiếp tục bắt TTF là cứ thế đánh Không có gì phải sợ ldg thì uh, dlg dlg hiện tại đang đánh tương đối mạnh và liên tục mở gáp thì uh, cái con pen này thì đã quan sát ở cái vùng thấp thấp ở dưới này thôi nhưng mà không bắt được bây giờ chắc là phải bỏ qua thôi không 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 đua được nữa còn chấp nhận đua thì uh, sẽ kiểu oánh theo kiểu ít ít đánh theo kiểu sổ số, số thôi BVG đó những cái mã cổ phiếu PEN Thì uh, cái thời điểm cũng có phân tích cái mã cổ phiếu BVG là Ngày bao nhiêu nhỉ BVG Rất là hay Mặc dù nó đã chạy rồi nhưng mà Ngày 29 tháng 3 lúc đó thì BVG có giá là Đây là bao nhiêu đấy Có giá khoảng vùng 4.5 đến vùng 4.6 thì tại thời điểm đó là Chúng ta có phân tích một cái góc độ là cái cơ hội của cái con này nó có còn không thì theo ông đánh giá là cơ hội còn và những cái vùng thấp thấp ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom cổ phiếu và đến ngày hôm nay thì BVG cũng đã có đây này chính cái thời điểm đây thời điểm gom này, quanh vùng 3.3 3.75 3.75 và ngày hôm nay đã đánh lên vùng 6.7 trên trang kỹ thuật tuần thì cổ phiếu này xu hướng sẽ tiếp tục đánh, đó thì những cái mã pen là nó như vậy đó anh chị. Khi mà chúng ta lựa chọn được uh, những cái thời điểm mà dòng tiền nó tốt đó, thì cái cơ hội của chúng ta vẫn có chứ không phải là mỗi mã cổ phiếu ấy đâu. SSN cũng uh, giới thiệu với các anh chị rồi trên góc độ trang kỹ thuật tuần và bây giờ nó đã về được đến uh, target 10 đó và từ những cái vùng phân tích ở đâu đó ở dưới này thì các anh chị có thể xem lại À, về đến 10 thì nó chỉnh kỹ thuật thôi Hồng đang canh để bắt lại Bắt lại ở đây Khả năng đẹp ở quanh vùng 8.4 Khoảng vùng 8.5 TTH cũng rất là đẹp Mục tiêu là đánh về đâu đó 4.3 Và đây này gần suýt soát đạt được Và nó đang nó đang có cái sự phân phối ở đây Thì anh chị chú ý Trường hợp mà nó bị mất Những cái vùng 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 sâu sâu ở đây là vùng mấy đây nhỉ đó, ví dụ như đây là 3.8 thì như vậy là chúng ta canh bán đi một phần. Đó. Nếu mất tiếp 3.5 thì chúng ta bán nốt mà vẫn giữ được 3.8 thì chúng ta sẽ giữ lại phần còn lại. HHG cũng là một mã cổ phiếu đã được view với mục tiêu trong nhịp này về 4.7 đến về đến vùng 4.7 đến vùng 5 đó. Ờ, góc đi về mặt kỹ thuật đó. HHG. ví dụ như vậy. Thì trong giai đoạn vừa qua nếu như chúng ta ngày 24 tháng 3 Lúc đó HHG có giá khoảng 2.5 2.5, 2.6 Thì đấy là cái vùng nghiên cứu rất là đẹp Và bây giờ là đến gần nếu như mà Cổ phiếu này mà đánh về năm tức là chúng ta có 100% lợi nhuận của HHG Trong vòng 1, 2 tuần gì nữa Rồi nhiều nữa chúng ta view nhanh TDG 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 cũng đang khá là đẹp TDG thì uh, Vốn nó hơi cao Con này thì hơi cao Nhưng mà trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn đang đi Khá là đẹp HSL HSL Đó thì HSL cũng là một mã pen Một mã pen Và chúng ta cũng có những cái điểm ở uh, Góc nhìn của HSL Khi mà cổ phiếu nó có những cái điểm tích nền Ở vùng 6.5 đến vùng 7 và sau đó thì nó đánh lên, tức là chờ test cung trở lại không được thì đã phải chấp nhận ăn những cái giá ở đâu đó quanh vùng 7.7 đó 7.7. Và nó đánh lên thì nó đang có những cái xu hướng test cung lại. Test cung lại ở đây quanh vùng 7.5 thì cũng là những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể canh mua khá là hợp lý. Và mục tiêu của em này thì đánh về mệnh 10 khả năng là dễ lắm bởi vì cái anh anh chị em có thể nhìn đến đây nó đi rất là chậm nó cũng không đi nhanh nó không đi vội vàng nhưng mà cứ cứ tuần sau cứ mỗi một tuần thì nó nâng cấp cái 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 level cái target của nó lên một tí đó những cái mẫu hình này là những mẫu hình đi dài VKC chẳng hạn nó nhìn thì nó xấu xấu bần bẩn thế này thôi nhưng mà đây nó không cẩn thận là nó cũng đi về những cái vùng rất là tốt và VKC thì đang có những vùng gom đẹp 7 7.5 ví dụ như vậy đây là những cái vùng chỉnh kỹ thuật mà chúng ta hoàn toàn có thể gom vị thế à, sau khi gom vị thế cổ phiếu đúng ta tiếp tục mua thế nào được gọi là đúng thì ví dụ về đến vùng 7 à, 7 7.5 chúng ta mua và về cổ phiếu vượt thoát vùng 8 chẳng hạn đấy là đúng vị thế thì chúng ta lại gom thêm đấy KMR, KMR thì nó lại ở trên cái sàn sàn hốt nên là cũng khá là khó chịu. À, ờ, nhưng trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì vẫn còn có những cái cơ hội khá là tốt cái cách đi của em này sau một tuần đánh lên một tuần chỉnh và một tuần tiếp tục kéo ờ, dự kiến thì camera sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật test khỏe thì quanh vùng 3.8 khả năng test 3.8 mà sâu sâu hơn thì khoảng vùng 3.7 đây này khả năng 3.7 đó nôm na là những cái vùng này chúng ta dò lại đó chúng ta sẽ chờ để chúng ta dò lại những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây để chúng ta có thể canh mua dần các cái vị thế của nó VHE là một cái mã cổ phiếu của nhóm dược cũng tương đối là ok đánh tương đối là khỏe nhịp này thì sẽ dự kiến sẽ test chỉnh lại quanh vùng 9 mà không gãy đó, vùng 9 mà không gãy thì cơ hội đánh tiếp và cái xu hướng em này nó cũng như vậy thôi em cứ túc tắc em đi thôi đó, không không vội được đó túc tắc đi và những cái trang kỹ thuật thì như thế này là những cái mã cổ phiếu đánh trên những cái trang tuần rất là đẹp hoặc là DST chẳng hạn đấy lững thững đi đó, có gì đâu ạ đi này đó, chúng ta nhìn view trên tuần này Ở lịch sử tạo lập thì đã có những cái trận đánh của DST đánh từ vùng 2 à, đánh từ vùng 1 mà lên đến vùng 8 đó trận này nó mới đánh từ vùng mấy đấy ạ trận này nó mới đánh từ vùng 3 mà chưa lên được 6 tức là chưa nhân đôi đó, ví dụ như vậy thì DST nó có những cái trận đánh rất là hay Thì sau một cái điểm đánh break lên đây Thì DST nó sẽ có những cái điểm view này Đó những cái điểm view này View lại, chỉnh lại, chỉnh trang lại kỹ thuật ở đây Quanh vùng 4.5, 4.8 Và từ đây thì dự báo là sẽ tiếp tục đánh Thế thôi nó đánh chậm chậm túc tắc vậy thôi Và chúng ta khi cổ phiếu đã đi vào những cái trend dài Kể cả là cổ phiếu trend, uh, penny hoặc là mã cổ phiếu thường cũng như vậy Thì nó sẽ đi Uh, theo những cái mô hình rất là chậm rãi như vậy nó Đấy, mô hình ttz đây thì cho ttz cũng đã được khuyến nghị đầu tư nó đơn giản như vậy thôi con pen uh, nhìn trên đen kỹ thuật tuần thì nó cũng đã có những cái trận đánh khá là ok và dự báo thì uh, khỏe thì nó đi về được khoảng vùng 4.9 À không thì khoảng vùng 4.5 chỗ tạm được như vậy là từ vùng 3.8 khuyến nghị mua mà lên đến 4.5 à, Thử trừ xem nào 4.5 trừ đi 3.8 là 0.7 trên 3.8 Ok cũng được 15% Đấy 15, 10, 10, 17, 18% với những cái mã pen như thế là quá là hạnh phúc rồi ATB hiện tại vẫn đang đánh rất đẹp và ủng vẫn đang tiếp tục gom thêm mã cổ phiếu này Đó pen thôi nhưng mà nhìn ổn Lực đánh như thế này thì có thể đi được về đến vùng nào nhỉ? Về đến vùng 4 Về đến 4 khả năng đã chỉnh kỹ thuật Và chúng ta lại quan sát tiếp Đó thì những con pen là nó chỉ đánh đánh kiểu kiểu như thế này các anh chị Và trong một cái tuần nho nhỏ thì chúng ta có thể góp nhặt được khoảng tầm tùy Tùy từng mã, có những mã chúng ta view dài và có những mã thì chúng ta view ngắn Ví dụ như TTF là view dài này Rồi ví dụ như MBG là view dài này Ví dụ như B2 là view dài này. Đó, ví dụ như hút là view dài này, ví dụ TTF này, HVG này, đó là những cái mã cổ phiếu view rất là dài hoặc là SSN chẳng hạn, đó. Rồi như vậy là tuần này thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây tất cả uh, các cái mã cổ phiếu phân tích cũng như uh, các cái mã cổ phiếu phân tích ở trong tuần cũng như các cái mã cổ phiếu penny. À, bây giờ thì chúng ta sẽ uh, sang cái phần là đánh giá xu hướng thị trường trong tuần mới thì trên góc độ kỹ thuật mà các anh chị cứ nhìn thấy thị trường nó giao dịch cái kiểu như này đó nghỉ rồi giao dịch nghỉ mà trong một phiên ờ, trong một phiên thì gần như là chỉ giao dịch được mỗi phiên sáng thôi và phiên chiều thì gần như không làm gì được cả thì như vậy thì nó rất là khó và cái dữ liệu mà chúng ta đang nhìn ở đây đó, dữ liệu về VN Index nó không chuẩn rồi dữ liệu về VN30 nó không có chuẩn đâu anh chị nó đi như này thì tất cả những cái dữ liệu VN30 VN30 F1M đó thì nó không chuẩn bởi nó không phản ánh hết được cái cung cầu của cổ phiếu nên là chúng ta nhìn thì chúng ta cũng chỉ nhìn như vậy thôi. Và chủ đạo là chúng ta tập trung phân tích à cái nhóm ngành nào, à cái cổ phiếu nào mà chúng ta có thể đầu tư được. Thế thôi, chứ còn thị trường chung thì chúng ta cũng chỉ nhìn như vậy thôi. Thì trên góc độ kỹ thuật nghe anh chị nhá, trên cái dữ liệu méo mó ở tuần thì chúng ta sẽ nói đến cái vùng 1260 điểm ở đây hiện tại vẫn đang là một vùng kháng cự tương đối mạnh. Uh, của VN30 và Phái sinh và cứ mỗi lần chạm về đây thì một lần hai lần ba lần lần này thì chưa chạm được nhưng nôm na là cứ chạm về đây thì nó bị dội lại tức là cái vùng này là cái vùng kháng cự rất là mạnh uh, cùng với đó thì sau một cái nhịp kéo của dòng trụ á à, các anh chị lưu ý như vậy sau một cái nhịp kéo của dòng trụ đây đây là nhịp kéo của trụ nhá trụ và banh là kéo tổng lực để 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 kéo cái cái trận đánh này đó thì sau một nhịp kéo trụ thì gần như các trụ hùng uh, vừa view cho các anh chị rồi ví dụ như là VinHome, rồi ví dụ như Vinamilk, nó đang quay về những cái xu hướng chỉnh giảm trở lại, hoặc là VDC, đó thì uh, chúng ta phải chờ hết cái nhịp trụ nó nó giảm hết lại, một cái nhịp về cái vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ tìm cái điểm bật ở đấy, uh, những cái điểm bật đấy thì nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì là thị trường có giao dịch được thông suốt đâu mà tìm cái điểm bật, như vậy thì vùng kháng cự tạm coi uh, trong tuần giao dịch mới sẽ ở khoảng vùng 1260, vùng hỗ trợ của VN30 và phái sinh ở vùng 11 1245 và sâu hơn của mốc này đó là vùng 1235 đối với VN30 và phái sinh đối với chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ lấy mốc 1245 điểm và có thể là 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 cao hơn một tí ở 1250. Đây sẽ là cái vùng kháng cự ngắn hạn của thị trường. Và cái điểm hỗ trợ 1 của VN Index đó là vùng 1230 điểm và điểm hỗ trợ 2 là vùng 1220 điểm. Nếu cái điểm 1.220 điểm bị vi phạm song trùng với câu chuyện là điểm uh, 1.235 của VN30 và phái sinh bị vi phạm thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật khá là xấu của thị trường. Uh, thì khi tín hiệu đó xảy ra thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta cũng phải uh, soi lại cái tỷ lệ mặc của chúng ta. Nếu đang cao thì uh, nếu mà cái tỷ lệ đấy mà rơi về cái tỷ lệ thấp thì chúng ta cần phải chủ động để hạ cái tỷ lệ mặc đó, và các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm mà có lãi thì chúng ta cũng khẩn trương ra chốt lãi bởi vì là rất nhiều cái tình huống là chúng ta đang lãi và chúng ta mất lãi và chúng ta lỗ ngược đấy là câu chuyện thường gặp ở trên thị trường chứng khoán rồi bản tin tuần này đến đây là hết thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trong các bản điểm tin tiếp theo tất cả các mã cổ phiếu chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần thì hùng sẽ dành thời gian để giải đáp hết tất cả ở mọi cái thắc mắc của các anh chị à, cùng với đó thì hùng đã để cái link để có thể mở tài khoản để các anh chị đây là cái link mở tài khoản tại công ty chứng khoán vps ở ngay đầu đây để các anh chị mở tài khoản và à, về tham gia với team của hùng lê để nhận các cái phân tích chuyên sâu và đây thì cũng có để một cái link của à, à, team cộng đồng r 6 để các anh chị có thể đăng ký tham gia team ở trên team cộng đồng thì hùng lê có chia sẻ một số à, các cái phân tích trong tuần thì sẽ chuyển uh, tải lên để cho anh chị em, uh, cộng đồng nhà đầu tư chúng ta có những cái sự tham khảo. Thì hiện tại là rung cộng đồng của chúng ta thì có rung R9, R8, R7 và đến thời điểm hiện tại là đang xây room, room R6. Đó thì đấy là uh, một số các cái ý chia sẻ ở phần cuối bản tin. Uh, thân chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo.